Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Nhà ta đều xuyên tới cổ đại chạy nạn, tập 4, chương 61 hài tử choai choai cũng là chủ lực, canh ba, từ lúc xuất phát chạy trốn, Lý Chính Gia Gia chưa từng để mình chịu thiệt, vẫn luôn lựa chọn vị trí ở giữa, nhưng lần này lại chủ động lựa chọn đi dẫn đầu, Tống Lý Chính khoát tay, liền quyết định như vậy đi, các ngươi dù gì cũng kêu ta một tiếng Gia Gia, Gia Gia ở phía trước mở đường cho các ngươi, cao độ tể hô về phía mọi người, xe trâu nhà ta còn có thể điều ra địa phương, lương thực nhà ai sợ bị nước mưa xối ướt, có thể đặt lên xe ta. Nhà nào không có xe mà lại có trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi, cũng có thể làm đứa nhỏ đi lên ngồi nhờ. Bốn huynh đệ quách gia đứng ra nói với Tống Phúc Sinh, nhà ta đi ở phía sau đi, chúng ta có cái quất, khảm đao. Phúc Sinh huynh đệ yên tâm, có bốn huynh đệ chúng ta ở, ai cũng không dám đoạt từ phía sau. Nếu đoạt, mẹ nó, im liền một đao chém chết hắn, Tống Phúc Sinh vỗ vỗ bả vai lão đại nhà quách gia, quách đại ca, nhớ kỹ, mặt sau một khi có tình huống gì, ngươi liền thổi cái loa lớn này. Yên tâm, chúng ta ở phía trước lập tức liền đến, cái loa là từng khúc từng khúc một, có thể co rút lại, là Tống Phúc Sinh lấy từ trong không gian ra. Trước kia Tống Phục Linh đi xem trận đấu bóng đá cùng Tống Phúc Sinh, cha nàng mua loa này cho nàng thổi chơi, đừng xem thường thứ đồ chơi này, thổi một cái vang lên, tuê tuê ta, đinh tai nhức óc. Lúc co rút lại còn không hề chiếm diện tích, cũng chỉ to bằng bàn tay mà thôi nhà tống phúc sinh đi thứ ba trong đội ngũ ba cái xe con la nhà hắn cũng đều là lão nhân của hai nhà cùng ba cái đứa bé đang còn phải ôm trong lòng ngồi tầm một vài tuổi nói cách khác phàm là nhà có xe trâu cùng xe con la nhóm cô nương cùng nhóm tiểu tử choai choai toàn bộ phải xuống xe đi bộ bọn họ phải đem chỗ trống nhường cho lão nhân cùng hài tử không đi được đường xa bất quá mấy lão nhân này còn chưa lên xe liền dặn dò không riêng dặn dò hài tử nhà mình mà hài tử nhà ai cũng đều giữ chặt dặn dò, có mệt mỏi liền nói cho bà, bà đi xuống đổi cho các cháu lên ngồi. Ta đều có thể xuống ruộng làm việc, vẫn còn đi được khỏe lắm, đội ngũ 14 nhà dọn xong tất cả đồ vật liền sắp hàng theo thứ tự đi xuống núi, ngược gió dầm mưa, đường xuống núi bùn lầy trơn trượt, bánh xe được làm bằng gỗ của xe đẩy tay thường xuyên bị từng mảng đất to bám đầy, rơi vào vũng bùn, không nhúc nhích được đường xuống núi quanh quẩn tiếng hô khẩu hiệu đẩy xe của từng nhà, 1, 2, 3. Đẩy, 1, 2, 3. Đẩy, Tống Phục Linh đẩy xe giúp cho đại bá nhị bá. Đại bá nhị bá sức lực quá lớn, nàng mới đáp cái tay lên, xe đẩy tay liền chạy đi xuống, lộc cộc lộc cộc, không chú ý một cái liền ngã bò càng, lập tức bị vặn đến eo, làm nàng đau quá sức, đào hoa hai vai đeo sọt, vội vàng chạy tới đỡ nàng, bàn nha, có sao không? Tống Phúc Sinh đầu đội đấu lạp, cũng ngoái đầu lại nhìn xem nữ nhi, mắt lộ quan tâm. Tống Phục Linh mặt đầy nước bùng bò dậy, vừa đứng thẳng liền mỉm cười nhìn về phía ba mẹ, còn đẩy ra khăn vải đào hoa đưa cho nàng, âm thanh giòn như lạc trang nói, không cần lau, lúc này mới giống chạy nạn đâu. Tay đào hoa đang định lau mặt cho Tống Phục Linh chợt khựng lại, nghĩ nghĩ, nàng bắt lấy tay nhỏ đầy bùng của Tống Phục Linh liền lau vài cái lên mặt mình, cũng bôi bùng lên đầy mặt, cười, đại nha nhị nha liếc nhau, nói, về sau hai chúng ta bị bẩn cũng đừng lao tống kim bảo biểu môi cảm thấy đại tỷ nhị tỷ cũng quá tự mình đa tình yên tâm đi không ai đoạt hai tỷ đâu hai tỷ dơ hay không dơ đều giống chạy nạn đại nha nhị nha thật là muốn đánh cho đệ đệ đáng ghét này một trận người hiếm khi mỉm cười như tống phúc tài lão đại nhà tống gia đều nhịn không được cong lên khóe miệng hắn đẩy xe đẩy tay nặng nề lại không dễ khống chế kia nghĩ thầm miên lai like đây là hy vọng tam đệ nhắc mãi ngoài miệng Nhìn mấy đứa nhỏ vô tâm không phổi như thế, liền không có chuyện gì là không qua được. Đội ngũ gần 200 người, bao gồm từng chiếc xe con la, từng chiếc xe trâu, một cái xe đẩy tay nối tiếp một cái xe đẩy tay, chói lọi đi từ trên núi xuống, dân chạy nạn đang vội vàng hành tẩu trên đường nhỏ, thật nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía này. Có dân chạy nạn là đi ở phía trước, nghe được tiếng vang liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn đội ngũ đột nhiên xuất hiện này. Có dân chạy nạn là đi ở phía sau bọn họ chạy nhanh vài bước muốn chen lên phía trước xem xét, những người này là sống ở trên núi sao, vừa thấy những xe đó cùng đồ vật chất chồng trên xe liền biết đám người này nhất định là có rất nhiều lương thực, đúng vậy, so với những người chạy nạn này, bọn họ là có rất nhiều đồ ăn, nhưng các ngươi dám đoạt sao, cao thiết đầu được chọn làm tổ trưởng tổ thanh thiếu niên, dẫn dắt mười mấy tiểu tử choai choai, thân cổng giỏ tre, eo buộc túi nước, tay cầm trường côn dài 2 mét, đi ở đằng trước bộc lộ quan điểm đầu trường côn là nhọn nhọn, một gậy gộc đâm đi xuống là có thể làm người bị thương. Đám tiểu tử choai choai như cao thiết đầu từ thời khắc xuống núi liền không quên lời dạy của Tống Tam Thúc. Tống Tam Thúc nói, bọn họ đoạt không phải lương, mà là mệnh của cha mẹ, đệ đệ, muội muội phía sau các ngươi. Bị người đoạt lương chính là đang muốn mệnh của bọn họ. Nhóm tiểu nam tử hán, các ngươi muốn bảo vệ tính mạng cha mẹ hay không, không có ăn không có uống, còn không phải là chờ chết sao. Lúc ấy mười mấy tiểu tử choai choai là đồng thanh kêu lên, hô lớn, muốn, 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 cho nên, có gan, tới A. À. Dám ùa lên đoạt đồ ăn của đội ngũ bọn họ, trước qua cửa ải của tổ thanh thiếu niên bọn họ hãy nói, chương 62, đánh tâm lý chiến, canh 4, những dân chạy nạn dừng chân ngó lại đây, xác thật là muốn tiến lên xin đồ ăn, bởi vì, nơi này có một bộ phận người là trực tiếp chạy ra, trên người vốn là không mang cái gì còn có một số còn thê thảm hơn, trên đường đã bị người khác cướp đoạt, thử nghĩ mà xem, đều đã bị đoạt trên người còn có thể thừa lại gì chứ, có thể tồn tại đã là mạng lớn, càng có rất nhiều người là từ trong thành ra tới, chiến tranh, trong thành mới là khu vực chịu tai họa nặng nhất, đứng mũi chịu sào. Những quan binh dưới trướng Tân Vương cùng dân chạy nạn vọt vào trong thành, như châu chấu quá cảnh, nhìn không thuận mắt liền ghế, bọn họ còn sống, một đường từ trong thành đi đến nơi này, đúng là không dễ dàng gì đã đi được vài ngày những người này liền suy nghĩ mặc dù không cho đồ ăn cho ngụm nước ấm cũng được a à. các ngươi mới từ trên núi xuống khẳng định đồ ăn nước ấm đầy đủ hết trời mưa đã nhiều ngày bọn họ chính là muốn đun chút nước ấm cũng không thể làm mưa to luôn dập tắt lửa cho nên uống vào bụng toàn là nước mưa lạnh băng lại như vậy đi xuống mặc dù người lớn có thể chịu được nhưng nhóm hài tử cũng chịu không nổi a à. vì nhóm hài tử bọn họ cũng muốn tiến lên tranh đoạt một phen. Chính là, bọn họ còn chưa kịp tiến thêm một bước, mười mấy tiểu tử choai choai đằng trước liền trừng bọn họ, ánh mắt như lan nhìn chầm chầm vào bọn họ, bộ dáng như muốn nói, các ngươi lại đây a, à, lại đây chúng ta liền thọc chết các ngươi. Phía sau nhóm tiểu tử này, còn có thật nhiều cái nha đầu, nhóm nữ hài tử thế nhưng cũng không rảnh tay, có người sách que cời lửa, có người sách cái gậy gỗ, trong đó có một đứa nhỏ phá lệ chói mắt, tiểu nha đầu kia mặc đồ kỳ kỳ quái quái, trên mặt tất cả đều là bùn trong tay cũng dựng một cây gậy dài hơn một mét cây gậy kia lợi hại a à, phía trước thế nhưng cắm cái dao nhọn tống phục linh không biết những dân chạy nạn kia đã chú ý tới nàng nếu là biết nàng nhất định sẽ ngạo kiều nói xem như các ngươi còn có nhãn lực ta là vừa được phong làm tổ trưởng của tổ thiếu nữ đấy thật ra những dân chạy nạn này vẫn luôn không dám tiến lên phía trước kỳ thật không phải sợ hãi những hài tử choai choai này mà là sợ một đám tráng háng đang đẩy xe đẩy tay kia Đừng nhìn nhóm tráng háng không có động tác gì Nên đẩy xe vẫn đẩy xe Nhưng trên mỗi xe đều có vũ khí Nhóm tráng háng đem dao phay Khảm đao, cái quất, triều linh tinh đặt ở trên cùng Thập phần chói mắt Bọn họ hiểu Đặt ở chỗ kia Chính là muốn cho đám dân chạy nạn Bọn họ ước lượng ước lượng một phen Ai u Những người này là chạy nạn sao Sao vũ khí lại đầy đủ hết như vậy Đàn ông già trẻ của 14 hộ không biết lời nói trong lòng của những dân chạy nạn này, nếu là biết, bọn họ chắc chắn sẽ nói, nháo đâu, bọn im chạy nạn còn sớm hơn các ngươi, bọn im thu thập gia sản nhiều a, à? trước khi chạy bọn im còn thuận tay thu hoạch cả bắp đâu, bọn im ở trên núi đã ngây người 4 ngày. 4 ngày, phàm là rảnh rỗi liền cân nhắc chế tạo vũ khí như thế nào để đối phó với những người muốn cướp lương như các ngươi đấy, khi có thể là nghiên cứu vô ích sao, chậm rãi, đầu tiên là mười mấy dân chạy nạn xoay đầu tiếp tục chết lặng đi đường sau đó là càng ngày càng nhiều dân chạy nạn vờ như không thấy đội ngũ đột ngột đi từ trên núi xuống này còn có mấy chục dân chạy nạn thật sự rất đói bụng rất đói bụng gian nan đem ánh mắt đặt ở túi lương trên xe đẩy dời ra chỗ khác ánh mắt di đi trong chốc lát lại không cưỡng được mà dời về tới tới lui lui ngó qua ngó lại vài lần lộ ra một cổ không cam lòng đoàn người liền như vậy tường an không có việc gì đi được hơn một canh giờ cuối cùng mấy chục dân chạy nạn rất đói bụng rất đói bụng kia cũng hoàn toàn không xem xét nữa bọn họ nghĩ thầm tính tính không dễ đoạt đoạt còn dễ mất mạng hơn là chịu đói a à, thật là sợ các ngươi cùng lúc đó tống phúc sinh đi ở đằng trước đội ngũ cũng nhẹ nhàng thở ra tống phúc sinh vừa rồi có thể cảm giác được đừng nhìn đôi mắt những người đó có vẻ ngây ngây ngốc ngốc nhưng là ánh mắt ngơ ngác kia biểu thị thực rõ ràng trong lòng đang dãy dụa điên cuồng giữa đoạt cùng không đoạt nhóm phụ nữ ở trong xe trâu Xe con la cũng nhẹ nhàng thở ra, này thật là không xuống núi không biết, vừa xuống núi, sợ nhảy dựng, đám người có xe bọn họ kẹp ở giữa đoàn người chạy nạn, thế nhưng bất tri bất giác đã thành cao phú soái một trên con đường nhỏ này, một cao phú soái, những người con trai vừa cao to vừa giàu vừa đẹp trai. Ở đây ý nói đám người tống Phúc Sinh rất bắt mắt, nổi bật, nhìn có vẻ giàu có hơn những người khác. Chương 63, lúc này mới nào đến nào, canh một tống lý chính ngồi trong xe trâu đầu tiên giờ phút này trong lòng lão gia tử có chút hối hận không ngừng oán trách chính mình lúc trước không đi trên núi tránh mưa thì tốt rồi khi đó biết được tin tức đều sớm hơn so với người khác trên đường cũng không có những người này khi đó nếu tiếp tục đi về phía trước mặc dù gặp phải một đám một đám người những người đó hẳn là cũng đều thuộc nhóm biết tin tức sớm không thiếu ăn uống như vậy mọi người đều giống nhau ai cũng sẽ không trêu chọc ai hiện tại sao ngươi nhìn nhìn lại chỉ là có con trâu có con la kéo xe mà thôi thế nhưng chói mắt như thế đội ngũ bọn họ rõ ràng đều là nông dân chân đất trước kia vào thành đều là cái tiểu nhân vật không vào nổi mắt hiện tại thế nhưng thành bánh màng thầu thơm ngon trong mắt đám dân chạy nạn trên đường tính sai cũng tại cái lão gia tử hắn cả mặc dù lúc trước cần phải lên núi tránh mưa nhưng cũng là xuống núi quá muộn là chính hắn có tư tâm muốn chờ một chút luôn nhớ thương còn có thể trở về trong thôn làm cho mọi người bị trì hoãn. Tống Lý Chính cho rằng, đi cùng những người này là không an toàn. Những người này, nhìn thân hình, hiện tại cũng đã có người bước đi lung lay có vẻ là đói gần chết. Nếu đổi thành lão, đói chết là chết, ra tay tranh đoạt một phen cũng là chết, còn không bằng thử xem, vạn nhất có thể đoạt được thức ăn, sống sót đâu. Đừng nhìn một đám trước mắt thành thành thật thật đi đường, trong lòng bọn họ nhưng chưa chắc nột. Này đó dân chạy nạn, sai liền sai ở không có tổ chức, không có người dẫn đầu, bọn họ không phải là một đội ngũ một khi bọn họ có người dẫn đầu cổ động kêu gọi xung phong tranh đoạt đội ngũ của thôn đại tỉnh hắn dù có che lại kín mít cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui tống lý chính đem đầu dò ra ngoài xe phúc sinh phúc sinh tống phúc sinh đi vào phụ cận tống lý chính đem lo lắng của lão nói ra trong chốc lát tống phúc lộc đại đường ca nhà đại bá của tống phúc sinh từ hàng phía trước bước ra khỏi đội ngũ tống phúc lộc là cao nhất trong đoàn người chỉ thấy tống phúc lộc cầm hai gậy gỗ buộc sợi tơ hồng liên tục khoa tay múa chân lặp lại hai lần động tác như của cảnh sát giao thông ở hiện đại tiếp tục đi tới đại bá nương đang gian nan hành tẩu nhìn đến gậy gỗ tơ hồng kia phiêu động trong mưa bỗng nhiên giống như được bơm thêm máu mau xem nhi tử của ta đang khoa tay múa chân a làm đoàn người tiếp tục đi các ngươi có nhìn thấy động tác của con ta không mã lão thái biểu môi chức vị của nhi tử ngươi chính là tam nhi nhà ta an bài cho đấy nếu không phải là do Tam Nhi nói trước mắt cần phải nhất trí đối ngoại, còn lâu bà mới để việc uy phong này giao cho đại phòng. Tống Phúc Lộc hạ đạt mệnh lệnh xong, Điền Trung Ngọc đi ở vị trí giữa đoàn xe, lập tức quay đầu ra sau truyền đạt, không thể nghĩ, tiếp tục đi. Cuối cùng, đi cuối đoàn xe chính là Quách gia, lão đại Quách gia đáp lại, thu được, không có biện pháp, đừng nhìn mới 14 hộ, nhưng thời cổ đường đi rất hẹp a, à. bởi vì, ở cổ đại, phàm là không phải đường lớn căn bản đều không hề được lót đường đường hẹp quanh co giống như thế này là do người ta đi nhiều thì thành đường thôi là cứng rắn đi ra một cái đường nhỏ cho nên đoàn người bọn họ lại là xe đẩy tay lại là trâu cùng xe con la bên cạnh còn phải lưu ra một ít vị trí để đi bộ từng nhà xếp hàng mà đi có thể xếp thành một hàng rất dài người khác nghe đến mệnh lệnh là tiếp tục đi trong lòng bọn họ có tuyệt vọng không tống phục linh không rõ ràng lắm Nàng liền biết chính mình mệt muốn xỉu rồi, trước đó khuyên chính mình coi như là đi dạo phố, trước kia đi dạo cả một ngày trời còn không có việc gì đâu, kiên trì kiên trì, vậy cũng không được. Chân mềm. Cái này cùng đi dạo phố hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a, à, thân thể này cũng giống như thiếu canxi vậy nha. Tính theo thời gian ở hiện đại, tới bây giờ cũng mới đi bộ chừng 5 cái giờ, Tống Phục Linh bám vào trên xe con la, "Nội, cháu sắp không được rồi, nội xuống dưới đi." đến lượt cháu rồi, Mã Lão Thái nói, ta liền biết ngươi không được mà. Xong đời, lên đi, Tống Phục Linh bước lên xe con la, cảm thụ chính là, má ơi, quá hạnh phúc, nàng phải hảo hảo quý trọng. Dán thùng xe, vừa nghiêng đầu qua liền ngủ, lại hai cái giờ trôi qua, tiền bội anh cũng đổi vị trí với một lão thái thái khác trong xe con la, lão thái thái kia đi xuống đi bộ, nàng đi lên ngồi. Vào trong xe, tiền bội anh cũng mê mê hoặc hoặc ngủ rồi. Tống Phúc Sinh rất là hâm mộ hai mẹ con kia, hắn cũng muốn chơi xấu, cũng muốn làm ông lão Lý Chính Ranh Ma kia đi xuống dưới còn hắn đi lên, ai, chính là hắn không thể ốc, một ta, đa, một ốc, băng nhân thiết tan nát hình tượng. Chương 64, Thiện Tâm, Canh 2, gia súc còn có thể chính thức ăn cỏ uống nước, được cho ăn cỏ khô tốt nhất, cho uống nước sạch, mệt còn phải dỗ dành, không dám bạc đãi chút nào, trông cậy vào chúng nó chở người, kéo đồ vật đâu, nói câu không dễ nghe, Lúc này mạng chúng nó còn quý hơn người, đội ngũ Tống Phúc Sinh xuống núi từ khoảng 4 giờ sáng, vẫn luôn đi đến tầm 3 giờ chiều, đã đi bộ gần 11 tiếng đồng hồ, gia súc cứ cách mấy giờ lại được nghỉ ngơi một lát, đám người Tống Phúc Sinh cũng có thể tranh thủ một chốc lát đó ngồi trên mặt đất nghỉ theo. Khi gia súc ăn uống no đủ bắt đầu đi, bọn họ cũng phải đuổi kịp, gia súc có thể ăn bữa cơm ngon, bọn họ liền không được a. À. Mưa này tuy rằng không còn quá to, nhưng muốn chôn nồi làm cơm là không thể nào một khi chôn nồi làm cơm mười mấy nhà phải kéo ra trận trượng rất lớn đã không thể bố thí cho những dân chạy nạn kia một ngụm ăn thì cũng đừng ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền bọn họ a à, chính là ăn cũng còn phải né tránh bọn họ đâu ăn lương khô như thế nào a à? thời điểm gia súc nghỉ chân mấy người bọn họ tụ thành một đám một bên lấy cái chiếu rách vây quanh để đi tiểu một bên trắng lương khô mặt khác thời điểm còn chưa xuống núi nhóm phụ nữ đã từng đề ra nên đi vê đúc xe như thế nào nói muốn đặt cái thùng gỗ ở trên xe trâu xe con la để còn giải quyết ở trên xe tống phúc sinh làm đội trưởng liền nhíu mày giáo húng các nàng các ngươi lại không phải thiếu nải nải nhà giàu có một cái lão nông vẫn là lão nông chạy nạn chú ý kiểu cách làm gì nhóm phụ nữ ấp úng tỏ vẻ bọn im là nông dân nhưng bọn im cũng là nữ nhân a trên đường nhiều người nhìn như vậy khó coi ngồi sổn trên mặt đất liền đi bọn im chịu không nổi a à. tống phúc sinh nói ai rảnh đến nhìn các ngươi liền như vậy mới ngẩng đầu lên liền bị trấn áp xuống dưới một đường này vấn đề đi C đều là xem nơi nào thuận mắt liền ở nơi đó giải quyết tranh thủ thời gian đi vdc thuận tiện ăn cơm bất quá như này đã thực may mắn nhóm lão thái thái đều cảm thấy may mà các nàng có cái cháu trai tống phúc sinh rất là thông minh tống phúc sinh làm ra than củi than củi có thể dùng để tùy thời đun chút nước ấm ở trên xe trâu xe con la, vừa ăn lương khô vừa uống một ngụm nước ấm, ít nhất sẽ không bị nghẹn, trong bụng cũng nóng hổi. Nếu thực sự có đứa nhỏ nào làm ra vẻ, làm ầm ĩ nói không có mùi vị nuốt không trôi, vậy khiến cho bọn chúng xem qua những dân chạy nạn đi ở đằng sau cùng với phía trước kia đi, chỉ nhìn bộ dạng thê thảm của những người đó liền có thể ăn đến thơm nứt. Tổ thanh thiếu niên lúc trước còn rất hùng dũng oai vệ, khí phách khi ngang đâu, sau khi đi được mười mấy tiếng đồng hồ, cũng có chút chống đỡ không được, vũ khí trong tay toàn thành gậy chống cao thiết đầu hỏi tam thúc chúng đã ta đi bao xa a à? sao cháu cảm thấy còn mệt hơn trước kia đi một chuyến từ thôn vào trấn vậy a à? tam thúc của hắn cũng mệt mỏi tống tam thúc đang phải lấy ra tinh thần chạy marathon làm trụ cột nhưng là cả người đã có chút không tốt đầu gối nhũng ra chân lơ mơ lòng tràn đầy suy nghĩ khó trách cổ nhân thọ mệnh ngắn hắn cũng muốn đoạn thọ mất thôi sắp mắt phải viêm khớp chân tới nơi đã đi chừng bốn vạn bước đi, không sai biệt lắm ước chừng đi được 40 dặm, kia, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy tam thúc? Liền như thế này, vẫn luôn đi đến trời tối sao, tống phúc sinh lắc đầu, đi đến khi con trâu, con la chịu không nổi nữa. Chúng nó hoàn toàn nghỉ ngơi chúng ta liền nghỉ. Chúng nó chở mấy thứ này có thể đi 60 dặm là cực hạn, thêm nữa, cháu nhìn bầu trời phía trước thử xem, đằng đó ít mây trời lại sáng, tận lực đi đến mặt kia, chúng ta cũng có thể phơi phơi một thân hơi ẩm này buổi tối nằm ngủ ngoài trời cũng không bị tội nói xong tống phúc sinh cầm lấy kính viễn vọng treo trên cổ xem xét hoang lộ mênh mang phía trước cảnh tượng trong kính viễn vọng là phía trước cũng có thật nhiều dân chạy nạn thưa thớt ba năm người một chuỗi hai hai kết bạn phía trước liền cái bóng dáng thành trấn đều không thấy càng không cần phải nói khách điếm để có thể nghỉ chân khó trách lúc trước tỷ phu liền nói qua con đường này chỉ có kẻ không muốn sống như lái buôn muối linh tinh mới có thể đi, quan sai đều không rảnh đến mặt này mà bắt người. Không chỗ nghỉ chân, cũng quá hoang vắng, Tống Phúc Sinh lại đem kính viễn vọng nhắm ngay hướng núi lớn cách đó không xa. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ tỷ phu nói nơi này có sơn tặc lui tới, chỉ mong đám kia làm sơn tặc là vì cướp phú tế bần, một, nhìn thấy tình trạng thảm thương lúc này của bọn họ sẽ cảm thấy đoạt bọn họ còn không có lời bằng đi săn thú, ngàn vạn đừng đi xuống dưới đây đoạt một cướp phú tế bần, cướp của người giàu chia cho người nghèo, chỉ chỉ núi lớn, cũng tránh thoát núi này, cách xa nó mấy dặm, chúng ta liền nghĩ, quay đầu lại, hô về phía đại đường ca, cảnh giới bậc một, tống phúc lộc lập tức cầm cây gậy được buộc tơ hồng dựng thẳng lên cao, đây là ý tứ cảnh giới bậc một. Phụ cận đã có sơn tặc, cần thiết cảnh giới, đáng tiếc, bị vả mặt, đoàn người còn chưa kịp phản ứng, đội ngũ cũng đã bị dân chạy nạn tách ra ở giữa, đó là của ta cho ta một cái lương khô đi, ta cầu xin ngươi, trả ta đi, cha ta muốn chết đói rồi, thật vất vả đoạt được, lại khóc lại gào, đột nhiên loạn thành một đống, ống trúc đựng nước ấm trong tay vương bà tử bị người đoạt đi, tay nải trong lòng ngực cũng rơi xuống dưới, lương khô bên trong rơi vải ra, nguyên nhân gây ra là do vương bà tử đã phát hiện tâm một lần, chương 65, ngạnh khởi tâm địa, tia bao ba cầu đánh thưởng A, trước khi xuống núi, Tống Phúc Sinh chỉ dạy bảo gần 200 người này hơn nửa giờ, huấn luyện có hiệu quả hay không còn chưa rõ ràng lắm, nhưng đoàn người xác thật là thật nghe lời. Đội ngũ đột nhiên bị làm loạn cũng không có người đi hỏi, sao sao, vô nghĩa. Đám người cao đồ tể cùng phụ trách đánh xe, ngư trưởng quầy, lập tức kéo chặt dây cương, khẩn cấp dừng xe, túng lên vũ khí tự chế trong tầm tay, nhảy xuống dưới xe cảnh giới. Tống Phúc sinh an bài bọn họ, một khi xảy ra sự cố, cái gì cũng đừng động, chỉ phụ trách bảo vệ tốt người cùng đồ vật trong xe mười mấy tiểu tử choai choai trong tổ thanh thiếu niên tinh thần rung lên, mỏi mệt trên mặt toàn bộ biến mất, dẫn đầu đem xiên gỗ trong tay làm ra động tác như sử dụng lưỡi lê. Các thiếu niên nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, Tam Thúc nói, mặt sau như thế nào cũng đừng động, nhiệm vụ của bọn họ là phòng ngừa dân chạy nạn phía trước bỗng nhiên quay đầu sông tới, để ngừa tiền hậu giáp kích, nhóm tráng hán đang bận đẩy xe đẩy tay, có thể lao ra theo hình thức xen kẽ, đi xử lý người gây nhiễu loạn một người tráng hán phụ trách bảo vệ tại chỗ, chịu trách nhiệm bảo vệ ở xung quanh bốn cái xe đẩy tay, tay cầm vũ khí, không cho bất luận người xa lạ nào tới gần nơi này, lại đây liền chém. Nhóm phụ nữ cũng được phân công hành động, không quan tâm là ngồi ở trong xe hay là đi bộ ở phía dưới, trong tầm tay có cái sạn nồi hoặc là chảo sắt, toàn bộ dơ lên, dùng đồ vật trong tầm tay làm vũ khí. Người đi bộ ở dưới đất, tay có quải trượng, cũng sôi nổi túng chặt mấy đứa nhỏ đến bên người để bảo vệ. Các nữ nhân nhớ kỹ, đặc biệt là những người làm tức phụ phải nhớ kỹ, buổi sáng Tống Phúc Sinh đã nói với các nàng, ra chuyện gì cũng không cần a a kêu to, kêu sợ hãi cùng khóc là vô dụng nhất, bất luận là thời điểm gì cũng đừng đặt hy vọng vào người khác, cho dù người khác kia là nam nhân của các ngươi, trông cậy vào phu quân ngươi đến thời khắc mấu chốt cứu ngươi ư. Vạn nhất ở trong tình huống khẩn cấp hắn liền đi cứu lão nương của hắn đâu, các ngươi thật xác định ở thời khắc nguy cơ, mệnh của mình quan trọng hơn mệnh của lão nương hắn. Chỉ có tin chính mình mới là đáng tin nhất, các ngươi không chỉ là nữ nhân, mà còn là mẹ của những đứa nhỏ. Vì con của mình, cần phải có can đảm liều mạng với người khác bằng bất cứ giá nào, mà lúc này, nhóm tráng lao động đã đảo ra tay không cần phải đẩy xe kia, trừ bỏ mấy huynh đệ quách gia cần phải phòng thủ mặt sau, một đám hán tử toàn bộ dơ dao phay, dơ rìu vọc qua đi, có thể chạy nhanh cỡ nào liền nhanh cỡ đó không ai có tư tâm lùi bước, ngay cả Tống Lý Chính, lão nhân kia cũng là dưới chân bay nhanh nhảy xuống xe chạy tới, một bên chạy một bên dơ rìu, muốn may kêu, dám đoạt chúng ta, đoạt của một nhà là đoạt của cả đoàn người. Nhóm tiểu tử, chém cho ta, mấy chục danh dân chạy nạn đột nhiên vây hướng vương bà tử trong chớp mắt đã bị đám người Tống Phúc Sinh đánh cho một trận, tay đấm chân đá, khảm đao bổ về phía sau lưng, cánh tay, chân của những dân chạy nạn thừa loạn tranh đoạt thạnh âm gậy gỗ đánh vào người lóp bóp lóp bóp rung động vương trung ngọc vung lên cái quất một quất đi xuống bổ tới trên đùi trên chân của vài người hai cái huynh đệ còn lại của nhà vương gia càng là tay đấm chân đá lên người nhóm dân chạy nạn đang ôm chặt lấy chân của nương bọn họ mỗi một lần vung lên khảm đau triều cái quất gậy gỗ trong lòng nhóm tráng hán liền lặp đi lặp lại lời dặn dò của tống phúc sinh trước khi xuống núi người tới tuyệt cảnh là có ác niệm thiện ác chỉ ở trong nháy mắt cũng chỉ có người mới có khi không có cái điểm mấu chốt ngươi không tàn nhẫn với bọn họ bọn họ liền sẽ tàn nhẫn với ngươi muốn mạng ngươi xe con la dừng lại khẩn cấp tống phục linh bị đánh thức nàng tay cầm đao nhọn quay đầu nhìn về phía xảy ra chuyện vừa quay đầu thấy nữ hài luôn không thích khóc như nàng trong mắt che kín nước mắt đột nhiên động dung bởi vì những dân chạy nạn bị đánh máu chảy đầm đìa kia cũng không biết là ai đi đầu quỳ xuống bọn họ nói không phải bọn họ muốn đoạt đầu tiên là ba, năm người không hề dự triệu mà quỳ xuống, sau đó 17, 18 người quỳ xuống đất, cho đến mấy chục người quỳ xuống dưới đất, những dân chạy nạn khác đi ở đằng sau đội ngũ thôn đại tỉnh nàng, cũng quỳ xuống ôm quyền ý bảo, đoàn người rê ý thành một mảnh, nói, cầu xin các ngươi, cho chúng ta ngụm ăn đi, các ngươi có con trâu con la, nhất định cũng có lương, liền cho chúng ta một ngụm ăn đi, nhóm tráng hán đã dừng tay, bọn họ nắm chặt vũ khí, chỉ làm ra trạng thái đề phòng. Nhìn một đống lớn người phần phật quỳ xuống, ngốc tại chỗ, đúng lúc này, một cái bé gái nhìn qua tầm 7, 8 tuổi, bỗng nhiên khóc lên, nữ hài giơ nửa khối lương khô được vương bà tử đưa cho lúc nãy, trên mặt đầy nước mắt, kinh hoảng thất thố, không ngừng đút cho người phụ nữ đã ngã vào ven đường, tay nhỏ không ngừng đẩy thân thể nữ nhân, hô: "Nương, nương, ngài mau xem, nhìn xem nha, nữ nữ kiếm được đồ ăn cho ngài, ngài mở to mắt nhìn xem, nữ nữ thật sự kiếm được, cầu xin nương a." À mở mắt ra ăn đi mà nữ nhân nằm trên mặt đất đã không hề tiếng động vương bà tử cũng đúng là bởi vì tiểu nữ hài này mới gây ra họa trước đó nha đầu này vẫn luôn đỡ nương của nàng đi ở bên cạnh chiếc xe của nhà họ vương vương bà tử rành mạch mà nghe được nha đầu kia nói nương lại kiên trì kiên trì thêm chút nữa mẹ con ta lại đi hai ngày không một ngày nhìn thấy thành lâu là có thể đi vào tìm cha rồi nữ hài mới vài tuổi vậy mà có thể dùng cái thân thể nhỏ gầy của mình đỡ lấy người mẹ lại còn muốn cổng. Đi liên tục mấy cái giờ, vừa thu gom nước, lại khắp nơi tìm cỏ dại rau dại, sao lại thật sự kiên trì không được, nương của bé gái cũng càng ngày càng không tốt, tiểu nha đầu mới đặt nương nàng ở ven đường, chạy đến bên người vương bà tử, quỳ xuống nói, nãy nãy, cầu ngài cho ngụm ăn đi, nữ nữ dập đầu cho ngài, vương bà tử quay đầu không dám lại xem, tiểu nha đầu liền bột bột bột, không ngừng dập đầu, nhà vương bà tử đi mau một ít, Nữ hài liền kiên trì kéo nương của mình hao hết sức lực toàn thân đuổi theo, đều không rõ ràng lắm thân thể nho nhỏ của nàng là như thế nào làm được, đuổi theo vương bà tử liền tiếp tục dập đầu, thẳng đến khi trên đầu thấy huyết, lại nói: "A à bà, cầu xin ngài thương xót a, à, kiếp sau nữ nữ làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngài." Chính là bởi vì đứa nhỏ này, vương bà tử mới quay lưng lại mở ra tay nải lấy lương khô, sau đó đã bị một đám dân chạy nạn bao vây, cũng không hiểu được những dân chạy nạn kia là như thế nào nhìn thấy tốc độ sao nhanh như vậy, nhắn cái liền vây lên, mà cách chỗ này không xa, lại có một bi kịch khác phát sinh. Một người hán tử vừa rồi bị đại nhi tử của cao đồ tể dùng gậy đánh trúng, đầu chảy máu, nói với đứa bé trong lòng ngực thê tử, mau ăn, nhị đảng, nghe lời cha, ăn, ăn đi liền hết bệnh, không ngừng đem vụn lương khô, cứng rắn nhét vào trong miệng hài đồng 2 tuổi, mà hài đồng kia, rõ ràng đã sớm tắt thở ở trong lòng ngực nương hắn tử lúc nào rồi người mẹ lại vẫn cho là hài tử của mình còn sống, cũng gắt gao ôm, liên tục dụ hống, nói, ăn, nhị đảng ngoan, ăn đi. Hán tử đút một lúc, làm như thanh tĩnh hơn thê tử chút, tiếp nhận sự thật đau thất nhi tử, quỳ xuống đất ngửa đầu khóc, tay cầm non nửa cái lương khô nắm chặt thành quyền, mãnh liệt đấm đấm mặt đất, hắn nhìn ông trời, khóc không có thanh âm, nhưng đại gia lại biết hắn chính là đang khóc thét, là đang gào khóc trong lòng, khóc vận mệnh, thế đạo này, khóc bọn họ muốn đi con đường nào khóc treo một hơi tồn tại ý nghĩa ở đâu, lục tục, lại có thêm rất nhiều người, hướng đám người tống phúc sinh chắp tay thi lễ, hô, cầu xin các ngươi, bọn họ khẩn cầu, mãn nhãn chờ đợi mà nhìn tống phúc sinh, nhìn 14 hộ có xe trâu, xe con la này, tống phúc sinh vẽ mặt chất phát, đáy lòng lại nhấc lên từng đợt sóng lớn, trước kia, hắn đi KTV thích nhất một bài hát là, xem góc sắc tranh tranh, đạp biến vạn dặm non sông, khi đó, chỉ cảm thấy hào hùng, nhưng giờ phút này mới rành mạch ý thức được dưới góc sắc tranh tranh thế gian này phải trải qua bao nhiêu bi kịch mới có thể nên đón nhân gian pháo hoa thái bình mỹ mãn bọn họ đánh gần chết mới thôi những dân chạy nạn kia nhưng bọn họ cũng không phải là ác nhân a à. bọn họ là có lương thực nhưng bọn họ không dám cho cũng không cho được bọn họ cũng là một phần tử chạy nạn không rõ ràng lắm ngày mai ở nơi nào không biết lương thực trong tay có thể cầm cự đến ngày nào càng không dám tưởng có lẽ một ngày nào đó không lâu sau này, bọn họ cũng sẽ giống những dân chạy nạn đang quỳ gối trước mắt kia, phát sinh những thảm kịch như thế, thê ly tử tán, vì miếng ăn bị người đã thương, cùng người liều mạng. Tống Phúc Sinh nhìn đến những người đó sẽ không lại nháo lại đoạt, cứng rắn tâm địa nói, về đơn vị, tiếp tục đi về phía trước, đây là ý tứ, một chút lương, một ngụm nước bọn họ cũng sẽ không bố thí cho, chương 66, thiện tâm phải cho người cạnh bên, canh bốn. Tráng lao động mọi nhà về lại vị trí của mình nên làm gì liền làm gì xe đẩy tay bắt đầu lăn bánh ngư trưởng quầy một lần nữa nhảy lên xe con la kêu giá thanh âm truyền đến đáy lòng mỗi một cái dân chạy nạn đang quỳ dưới đất không có hy vọng thật sự là không có hy vọng a à. hơn nữa trải qua chuyện này nhóm dân chạy nạn ở phụ cận cũng rõ ràng mà nhận thức được đám người này không phải là dễ bắt nạt bọn họ sẽ đánh ghế người nào dám đi qua tranh đoạt đồ ăn bọn họ cũng sẽ không mềm lòng cho người khác chút đồ ăn nước uống. Trước khi đi về phía trước đội ngũ, Tống Phúc Sinh liếc mắt nhìn cảnh cáo Vương Bà Tử. Vương Bà Tử quẩn bách đến co rụt cổ, bà hiểu được ý tứ trong mắt đại cháu trai. Những dặn dò của Phúc Sinh trước khi xuống núi, kỳ thật bà không hề quên, bà chỉ là e bà sai rồi còn không được sao? Là do bà vô tổ chức vô kỷ luật, sau này bảo đảm không hề phạm bệnh mềm lòng, một lần nữa nghe theo đội trưởng, nghe theo đại cháu trai dựa gần nhà vương bà tử chính là nhà đại bá của tống phúc sinh đại bá nương cố ý quay đầu trừng mắt nhìn vương bà tử vài lần xoay người nói thầm với con dâu quán trách nói thật làm cho người phiền chán chỉ biết thêm phiền làm ta bị dọa cho một cú sốc đại bá trách cứ đại bá nương ngươi nhỏ giọng một chút đừng để người nhà họ vương nghe thấy đừng phá hư đoàn kết đúng vậy không sai chính là đoàn kết a à, lúc ấy ở trên núi tống phúc sinh đã nói chuyện cùng đoàn người ước chừng nửa giờ không tự chủ được liền mang ra mấy cái từ ngữ mới, đại bá số tuổi lớn, đầu óc cũng không đủ nhanh nhạy, chỉ nhớ kỹ từ mới này, tam cháu trai nói, đoàn kết mới là lực lượng trung tâm của đội ngũ này, cho dù phát sinh bất luận chuyện gì cũng không cho phép quán trách lẫn nhau, không được nội chiến, đại bá nương chép chép miệng, lại nhấp nhấp vài cái, ngậm miệng lại, tống lý chính đã lớn tuổi, thật sự không nỡ nhìn quá nhiều người chết thảm ở ven đường. Ở chỗ này khẳng định có rất nhiều người chỉ lo chạy trốn, gì cũng không mang. Lão gia tử không sốt ruột đi trở về phía trước đội ngũ, cố ý lưu lại nói vài câu với những dân chạy nạn này, nhìn đến ngọn núi kia không. Trên người không có lương thực thì thừa dịp phụ cận còn có thể có núi có sông, các ngươi có bản lĩnh liền đi săn thú, hoặc là hái chút rau dại cổng ở trên người, ít ra dọc đường cũng có thể có chút đồ ăn đồ uống, không đến mức đói chết, bất quá, trên núi khẳng định cũng có giả thú, nghe nói còn có sơn tạch lựa chọn như thế nào đều là mệnh số của các ngươi nói xong mới xoay người thở dài rời đi đây là thiện tâm lớn nhất hắn có thể làm đều là dân chúng thế đạo này muốn sống cũng không dễ dàng cùng lúc đó trong đội ngũ tống phục linh ngồi ở trong xe con la của tống gia bị ăn mắng mã lão thái cách cửa sổ xe vừa đi vừa nhíu mày hỏi tiểu cháu gái khóc a à, ngươi khóc ai đâu khóc bọn họ đáng thương sao vậy ngươi có thể khóc vì nội của ngươi trước không? ta đun nước ấm cho ngươi uống không dễ dàng đâu, nước cũng không nhiều lắm, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm gạt lệ vì người khác, ngươi lại hết khát rồi có phải hay không? bọn họ đáng thương, nhưng ngươi nhìn xem bà nội của ngươi đi, đáng thương hay không a? À? ta đã đi bộ vài cái canh giờ, chỉ vì muốn cho ngươi nằm ngủ trên xe, ngươi ngủ bên miệng đều chảy nước dãi, tỉnh ngủ liền nhìn người khác mà khóc, ta xem ngươi chính là nhàn cút đi xuống dưới cho ta tống phục linh liền rắm cũng chưa dám phóng nhanh chóng xuống xe đổi cho mã lão thái lên trên ngồi bất quá ở thời điểm đỡ mã lão thái lên xe tống phục linh thật sự có câu lời nói trong lòng không biết có nên nói ra hay không đó chính là nội a làm người từng trải cháu có kinh nghiệm muốn chia sẻ cho ngài ngài thật không nên lên xe ngồi đâu nên tiếp tục đi bộ đi bởi vì người a một khi nghỉ ngơi chân liền như bị rót chì vậy không bằng cắn răng tiếp tục chịu đựng mà đi, cũng không dám nói a. À. Quy lực của mã lão thái cũng kinh sợ tới tiền mễ thọ đang ngồi rụt một góc ở trong thùng xe, tỷ tỷ chờ đệ, đệ cũng muốn đi xuống dưới, tống phục linh dẫn theo đệ đệ đi vào bên người tiền bội anh, nương, con nhớ rõ có một đợt nương lên xe ngồi phải không? Nương xuống dưới khi nào vậy a? À? tiền bội anh vặn ra túi nước uống một ngụm, mới xua tay nói, đừng nói nữa, chưa ngủ được bao lâu bà nội con liền cách cửa sổ xe véo mẹ, véo cho đến tỉnh thì thôi, làm mẹ nhường chỗ cho bọn hài tử kim bảo. Bà nội của con không véo con, thật sự là, thật sự là, còn tính yêu thương con A, à. chương 67, chịu đựng ngày đào vong đầu tiên, canh năm, tiền bội anh là người hiện đại, nàng đặc biệt có thể lý giải vì sao nữ nhi khóc trống thất thanh, nữ nhi tự tay múc cháo cho Xuân Hoa, nhưng quay đầu lại liền không thấy Xuân Hoa, sinh tử không rõ, triệu phú quý bị giả thú không biết tên cắn rơi rất tan tác, đầu mình hai nơi, Cảnh tượng vừa rồi, mẫu thân của bé gái bảy, 8 tuổi kia bị sống sờ sờ đói chết, chờ đợi hài tử kia chỉ sợ cũng là một cái tử lộ. Cái hán tử ngửa mặt lên trời khóc thét kia, cả người lộ ra tuyệt vọng, thê tử hắn thần thần thao thao ôm chặt nhi tử đã tử vong. Còn có những người dân chạy nạn vừa bị đội ngũ của nàng đánh cho một trận, tới bây giờ vẫn còn vài người ghé vào bên đường đâu, căn bản là không dậy nổi, cả người máu me bê bết cùng với cảnh tượng mấy chục người quỳ xuống đất cầu xin chỉ vì xin chút đồ ăn nữa, hài tử ở hiện đại nào được gặp qua những cảnh thế này a, à, từng cọc từng cái, nặng trĩu mà đè ở đáy lòng, nghẹn đến mức làm người không thể thở nổi, nhưng Mã lão thái vừa rồi mắng nữ nhi là nhàn, làm nữ nhi lăn xuống xe, tiền bội anh đồng dạng cũng có thể lý giải, mắng đúng, cho nên nàng cùng lão tống cũng vờ như không nghe thấy, để mặc cho lão thái thái mắng, người nột, ngươi phải ăn uống no đủ làm chính mình trước hết không nói áo cơm vô ưu đi nhưng ít nhất cũng đến bình bình an an, ngồi ở kia trong lòng kiên định, ngừng nghĩ, mới có thể có đồng tình cho những người khác, phụ giúp người ta một chút, ngươi nói thử xem, một đám mệt như thế này, chân tê dại như rót chì, gặm miếng lương khô liền muối cũng không có, còn phải là lúc đi về đúc xe mới có thể tranh thủ cắn vài miếng, đều thê thảm thành như vậy, vừa rồi còn suýt bị người tập kích, may mà cũng đủ bạo lực để đàn áp được đám dân chạy nạn này nếu đội ngũ bọn nàng không đấu lại, bây giờ còn không biết ai đồng tình ai đâu. Nhân gian thảm kịch hay không thảm kịch, chính mình mệt mỏi liền câu nói cũng lười đến nói, dây tiếp theo thân mình lắc lư một cái là có thể ngã xuống ấy chứ, nào có tâm tình dư thừa mà đi cảm khái người khác quá thảm, tâm toàn bộ là chết lặng, cổ họng khô khốc, đại não là thiếu oxy, gặp chuyện như vậy, người khác cũng chưa có biểu tình gì, chỉ riêng khoe nữ nhà nàng còn có thể biểu tình phong phú mà khóc ra tới, nhưng còn không phải là quá nhàn sao. Khuê nữ vẫn là không mệt, bà nội đứa nhỏ mắng đúng rồi, mà cũng phải thôi, khuê nữ có thể mệt sao. Cha đứa nhỏ là Tống Phúc Sinh, là tiểu đội trưởng, lạm dụng tư quyền, khuê nữ của hắn cũng không cần xem ánh mắt của bất kỳ ai, tùy thời lên xe nghỉ ngơi, bà nội đứa nhỏ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, trước đó vẫn luôn để cho đứa nhỏ tùy ý ngủ, trong đoàn người, chỉ Phục Linh là hạnh phúc nhất ngay cả tiểu tử kiều khí như tống kim bảo cũng đều đi bộ lâu hơn phục linh hài tử nhà khác cũng không tin lực khóc sức mướt biểu đạt cảm thụ đám nữ hài tử như đào hoa đã sớm mệt đến đờ đẫn ngây ngây ngốc ngốc liền phục linh nhà nàng ai nha thật thảm a à, khuôn mặt thật là tươi sống sinh động nhìn mà xem mễ thọ đều không có tư tưởng cảm tình gì mễ thọ cho rằng không có người nào thảm hại hơn hắn tiền mễ thọ chỉ quan tâm hắn lại đi không nổi rồi làm sao bây giờ dượng dượng ơi tiền mễ thọ cách tiền bội anh cùng tống phục linh kêu tống phúc sinh tiền bội anh túng tay hắn làm sao vậy có việc gì cứ nói cho cô mẫu khác rồi phải không tiền mễ thọ lắc đầu không nói chờ đuổi theo tống phúc sinh mới vương hai cánh tay nhỏ ngửa đầu nói dượng ôm dượng dượng rất muốn tại chỗ chết vừa chết dượng mau rụng rời tay chân sắp viêm khớp tới nơi rồi đây nhìn một lượt xe trâu cùng xe con la xác thật không còn vị trí, bọn nhỏ là thay phiên nhau nghỉ ngơi, không đủ chỗ để nhét thêm đứa nhỏ này. Dượng Tống Phúc Sinh đành nhận mệnh nói, trèo lên, dựng cổng cháu, cánh tay nho nhỏ gắt gao ôm của Tống Phúc Sinh, đầy mặt ỉ lại, còn thường thường đưa nước cho Tống Phúc Sinh uống. Tầm 6 giờ tối, con la cùng trâu đều đã đi đến đổ mồ hôi, kêu to kháng nghị, lúc này trời cũng rốt cuộc tạnh mưa, Tống Phúc lột ra khỏi đội ngủ, khoa tay múa chân làm động tác báo hiệu dừng lại mọi người nhìn đến động tác này, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, có người dứt khoát ngồi vịt tại chỗ, nhìn lại đằng sau, nhóm dân chạy nạn vừa rồi đi theo ở đằng sau đội ngũ, thật nhiều người đều chưa thấy bóng dáng đâu, hoặc lên núi, hoặc chân cẳng không theo kịp bị ném xuống, bên người lại xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, cũng rốt cuộc gặp được xe trâu của nhà khác, có thật nhiều người đều nghỉ ngơi tại đây, liền dựng trại đóng quân, qua đêm ở nơi này đi, chương 68, thu lương thực công cộng, canh một tìm được một khối đất trống rất lớn, trên đất trống vốn dĩ ngồi linh tinh vài ba hộ nhà, vài ba hộ này ngồi cách xa nhau ước chừng có 10 mét, 20 mét. Tống Lý Chính tiến lên ông quyền trí tạ thuyết minh ý đồ đến, nói, đây là cả gia đình chúng ta, các vị có thể nhường một chút, hành cái phương tiện hay không, đoàn người chúng ta muốn ngồi cùng nhau. Nhân gia vừa thấy nhiều người như vậy, dứt khoát không nghe xong giải thích liền tránh ra nhường chỗ, một tảng lớn đất trống, trước tiên làm xe con la cùng xe trâu đi qua, một xe đi trước, một xe đi sau, dừng lại ở hai bên đất trống, dùng xe trâu, xe con la ngăn cách với hai bên, sau đó là xe đẩy tay, đặt ngang một chiếc nối tiếp một chiếc che kín địa phương phía sau, như vậy liền tương đương, hai bên cùng với phía sau đều có xe ngăn trở tầm nhìn giúp đoàn người nghỉ ngơi ở giữa, chỉ chừa ra phía trước là rộng mở, một là, có thể dương mắt liền thấy những chiếc xe này, hai là, nấu cơm hay ngủ đều gần, dễ đi. Người khác nếu không lưu ý nhìn kỹ về hướng này, cũng sẽ xem không rõ đoàn người ăn gì uống gì ở bên trong, đều ngủ hay không ngủ linh tinh. Ngư trưởng quầy cùng cao đồ tể, chính là tổng trưởng hầu hạ gia súc. Hai người nhanh chóng đem thùng xe từ trên người con trâu, con la lần lượt dở xuống, cho nhóm gia súc uống nước ăn cỏ, cào ngứa, vuốt lông, vuốt ve dỗ dành chúng nó. Nhóm tiểu tử choai choai của tổ thanh thiếu niên, một người trông coi hai chiếc xe, ngồi trên mặt đất phụ trách canh chừng những lão nhân giống như đại bá tống phúc sinh cùng với nhóm lão thái thái lại là sôi nổi đi đến xe đẩy tay xốc lên vải dầu che mưa ở trên cùng lộ ra nệm rơm đã bệnh sẵn lúc ở trên núi lúc sống trong sơn động cùng với lều trại trên núi bọn họ vẫn luôn là dùng cái này để lót phía dưới cùng đem toàn bộ cái đệm đều lấy ra của nhà nào liền trải ở chỗ của nhà nấy vị trí ngủ và nấu cơm là dựa theo thứ tự xếp hàng của chiếc xe một nhà dựa gần một nhà trải xong đệm lót nhóm tráng lao động không màng nghỉ ngơi nhanh chóng đào hố chôn nồi trước khi nhà mình trải đệm chăn chôn xong nồi còn xách thùng nước đi sông nhỏ cách đó mấy trăm mét gánh nước các nữ nhân thì mang theo bọn nhỏ nhà mình đi nhặt cỏ khô hoặc đồ vật có thể nhóm lửa vốn dĩ nhóm phụ nữ còn tưởng nhặt cỏ khô đồng thời thuận tay đào chút rau dại trở về nhưng mà phụ cận lại không hề có các nàng thập phần hoài nghi chặn đường phía sau trừ bỏ trên núi có phải rau dại đều đã bị người chạy nạn đào hết rồi không đây chính là mùa thu a thời điểm rau dại mọc tươi tốt mập mạp a vậy mà không có có cái nữ nhân liền đầy mặt sầu khổ giáo dục hài tử thấy rõ không trống trơn một đường a sau này cũng không biết có thể đi ngang qua địa phương có núi hay không đâu muốn ăn ngụm rau dại đều khó toàn làm những người đó đào đi hết rồi hài tử của nàng kia lập tức nói nương có núi chúng ta cũng không thể đi lên trên tống tam bá nói như vậy sẽ trì hoãn canh giờ ai cũng đúng mấy đứa các con a à, nếu là không đói bụng liền đều ăn ít chút đi đói liền uống nhiều nước để cha các con ăn nhiều chút cha phải đẩy xe rất mệt tóm lại đại gia hết thảy gọn gàng ngăn nắp ai phụ trách làm gì đều được phân công rõ ràng điểm này tống phúc sinh đã sớm suy xét tới rồi không sợ đội ngũ đông người chỉ sợ đoàn người lộn xộn một đám đều rối bời tụ ở bên nhau không biết làm gì mà thôi không rõ mình phải làm gì vậy còn không phải rảnh rỗi hay sao Ngươi cần thiết làm cho bọn họ vội vàng lên, đem việc nhỏ phân phối đến trên đầu mỗi người. Bọn họ đem công việc của bản thân làm tốt liền sẽ không hề mê mang. Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý chính lúc này cũng có việc làm, hai người bọn họ là nghiên cứu một phen chuyện thu lương thực bồi bổ nhân lực. Quách bà tử, Quách bà tử đang bận ước lượng chút lương thực này nhà bà, cân nhắc đêm nay ai ăn nửa cái lương khô, ai ăn một cái, tổng cộng nên chưng bao nhiêu cái, ngày mai còn phải mang theo lương thực sinh hoạt ở trên đường nữa. Nghe được có người kêu mình, Quách bà tử dương mắt, vừa thấy là Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh, trên mặt hiện chút tươi cười, Lý Chính thúc, đại cháu trai, tới, ngồi bên cạnh đi, nhà ta mới vừa trải xong, Tống Lý Chính xua tay, không ngồi, hai bọn im là tới thu lương, trước tiên một nhà thu 5 cân, Quách bà tử ngực đau xót, để làm gì đâu? Tống Lý Chính chỉ chỉ nói, những cái xe này, ban đêm phải tuyển ra nhân thủ nhìn, chúng ta mới có thể yên tâm đi ngủ, đúng không? nhưng chúng ta cũng không thể làm bọn họ trực đêm không công như vậy. Sau nửa đêm dễ dàng phạm đói, ngày hôm sau còn phải lên đường bọn họ cũng sẽ không chịu đựng nổi, phát cho mỗi người một cái lương khô hoặc là phát chén cháo, cũng là cách thể hiện cái ý tứ của mọi người. Mười mấy hộ nhà chúng ta, mỗi nhà đều ra một tráng lao động, mỗi đêm tuyển ra bốn người thay phiên nhau gác, đoàn người ra lương thực, đặt ở trong nhà ta nấu, tin được ta không? Con dâu cả nhà ta thuận tiện nấu cho bọn họ. Quách bà tử đem nước dính ở trên tay cọ cọ vào vạt áo, tin chứ, không phải nói nữa, ta đi mút liền, thời điểm tới thu của nhà đại bá Tống Phúc Sinh, đại bá nương sau khi nghe xong, trừng mắt đối diện cùng Tống Phúc Sinh, nhìn chầm chầm hắn mấy chục giây, Tống Phúc Sinh liền suy nghĩ, đại bá nương, ánh mắt kia của ngươi là ý tứ gì? Muốn ta đánh chiếc khấu cho nhà ngươi sao? Ân, ừ, đoán đúng rồi, không phải đều là thân thích ruột thịt sao? Đại bá nương vốn dĩ tưởng nói, liền không thể thu trước hai cân sao? bọn im không nợ sổ ăn xong hai cân bọn im lại đưa tiếp đại bá ở bên cạnh nhíu mày nhìn bà ta nói nhanh đi múc đi nhìn sinh tử làm chi đừng chỉ múc mỗi bột bắp múc chút bột mì nữa đại bá nương cái này hối hận a à, không bằng vừa rồi thống khoái múc hạt bắp luôn lão nhân một khi đã nói ít nhất cũng phải nửa cân bột mì đến lượt lý tú nàng ta một mình mang theo con nhỏ nhưng cũng phải nộp lương thực e cũng là tự làm tự chịu thu lương năm cân lý tú nhưng thật ra còn biết suy nghĩ một đường này nàng ta cũng thực thành thật chịu thương chịu khó chính mình cổng theo hài tử đẩy xe gia sản không bỏ xuống được nàng ta liền nhờ vả người khác cũng không để người khác làm không công trước khi xuống núi cố ý chưng nhiều thêm mấy cái lương khô đưa cho hài tử của nhân gia cho cái lương khô cũng là cái tâm ý không phải sao làm người cảm thấy ấm lòng a à. trong lòng cũng đặt minh bạch nếu là đội ngũ này tâm tàn nhẫn thật không cần hai mẹ con nàng ngại mẹ con nàng là cái vướng bận nàng cùng nhi tử sẽ phải chết nhưng một đường này nếu là mẹ con nàng biểu hiện tốt một chút chẳng sợ cuối cùng nhà nàng không có lương thực để ăn nàng quỳ gối cầu xin đoàn người cũng luôn là khá hơn đám dân chạy nạn kia chút lý tú không do dự chút nào liền đem năm cân lương đưa qua nhưng thật ra tống lý chính không đành lòng nói không đẩy nổi xe liền thử nhờ vả hộ nhà phía trước cùng với phía sau nhờ bọn họ phụ một chút đợi lát nữa ta cũng hỏi một chút xem xe nhà ai còn có thể nhét thêm lúc nào đi đường mệt mỏi không cổng nổi xuyên tử liền nhét vào trong xe ai ai lý chính gia gia ta nơi này thật là có cái khó xử nhà ta chỉ có hai mẹ con ta phải quản xuyên tử còn phải gánh nước lại chôn nồi nấu cơm nhặt củi lý chính gia gia ta có thể kết nhóm cùng nhà người khác không a à? nói xong lý tú không chỉ nhìn xem tống lý chính còn chờ mong mà nhìn nhìn tống phúc sinh Tống Phúc Sinh, đáng đời, Tống Lý chính nói, vậy chính ngươi phải đi thương lượng cùng nhà khác, đem lương thực cầm theo, nhân gia đồng ý là được, Tống Tam ca, nhà ta không được, sau đó Lý Tú liền ôm hài tử đi tìm con dâu cả nhà Cao Đồ tể đi, nàng xem thực minh bạch, con dâu cả nhà họ Cao kia, một phương diện là nàng kia tuổi nhỏ hơn mấy lão thái thái kia rất nhiều, tức phụ trẻ tuổi làm đương gia, ít tính toán trước, lại dễ mềm lòng, thứ hai là, trong nhà đều là hán tử sẽ không tính toán chi ly. Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý Chính lại tiếp tục đi thu lương, mấy bà nương nhà khác cũng rất thống khoái đưa lương, Tống Phúc Sinh thực ngoài ý muốn, phải biết rằng, bình thường những người kia đều là keo kiệt đến không được, đối chính mình đều dám keo kiệt đến tàn nhẫn, đối người khác lại càng không cần phải nói, trong đó thậm chí có người còn khách sáo vài câu với Tống Lý Chính, thúc, con dâu cả của ngài còn phải nấu cơm cho những người trực đêm này, tất cả cũng đều là vì đại gia hỏa chúng ta, e, thật là làm phiền nhà thúc quá, nghe thử xem, những người này biểu hiện cũng thật tốt quá, mà ở trong lòng Tống Phúc Sinh, nên được khen ngợi nhất chính là lão nương của hắn, hắn vốn đang rất lo lắng, cố ý đi thu nhà mình cuối cùng, không nghĩ tới lão nương hắn chỉ nhíu nhíu mày liền quay lưng đi lấy lương thực, mã lão thái nghĩ thầm, còn cò kè mặt cả làm chi, đoàn người đều giao, nói dông dài nữa cũng chỉ uổng phí mồm mép, đại thế đã mất, Tống Lý Chính từ lúc lên làm Lý Chính tới nay, an bài công việc cho từng nhà liền chưa từng thuận lợi như thế này bao giờ bọn họ cãi cọ ồn ào a à, liền không chịu nghe lời lần đầu như vậy trong lòng lão gia tử tặc thoải mái phúc sinh thấy chưa ta đã bảo mà không cần phải ta đi cùng tự ngươi đi thu cũng được a à. con người nộp thật gặp khó khăn sẽ tự khắc ôm thành một đoàn kỳ thật ngươi làm mọi nhà chia bếp nấu cơm cũng là dư thừa thật sự là không cần thiết đoàn người nấu cơm cùng nhau càng gần gũi a à. tống phúc sinh vừa nghe trong lòng nói, này nhưng không được. Một đám ăn chung nồi mới lộn xộn đâu. Đến lúc đó, đội ngũ này phải vì nhà ai ra nhiều lương nhà ai ra ít lương, ai ăn nhiều ai ăn thiếu bị tan thành từng mảnh nhỏ. Ngài mau dẹp bỏ ý tưởng đó đi, chương 69, Phục Linh A, Kiên Trì, Canh 2, từ khi tới địa điểm nghỉ ngơi, xác định xong vị trí nhà mình. Tống Phục Linh cùng mẹ nàng liền sốt ruột đem nệm rơm trải lên. Bên trên nệm rơm trải lót phòng ẩm, sau đó lại trải cái chăn bông lên trên cùng, Tống Phục Linh liền thả người nằm lên trên, vẫn không nhúc nhích, chuyện gì cũng mặc kệ, trợn mắt nhìn trời cao, đào hoa đã sớm mệt đến chết lặng, vẻ mặt đờ đẫn lại đây nói, bàn nha, đi, nhặt cỏ khô đi, Tống Phục Linh xua xua tay nhỏ, không đi, Tống Kim bảo lại đây, nghẹn một hồi lâu, mới oán hận mà mắng câu, mụ lười, cũng không biết tiểu tử này là học từ ai. Kỳ thật Tống Kim Bảo rất muốn mắng bàn nha tỉ một tràng dài, tự như mỗi lần hắn mắng tỷ tỷ ruột như vậy mà mắng vài câu, cái gì giải hận liền mắng cái gì, nhưng là hắn lại sợ chuyện cơm khô thất bại. Lúc trước ở trên núi, hắn chính là thà rằng không đoạt bánh qua chèo của đại nha nhị nha tỷ, liền vì chờ cơm khô đâu. Hiện tại, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đều đã đi đến một bước này, lúc này mà hoàn toàn đắc tội bàn nha tỷ thật là không đáng, nhưng mà nếu không mắng chửi, lại quá ghen ghét hâm mộ, hắn nhỏ hơn bàn nha tỷ nhiều như vậy, bằng gì một cái nha đầu thúi như tỉ ấy luôn là ngồi xe bằng gì đến chỗ dừng chân cũng không làm việc chỉ biết nằm ở đằng kia tống phục linh nghiêng nghiêng người nhìn theo bóng dáng tống kim bảo đi nhặt cỏ khô mụ lười liền mụ lười đi vừa rồi nhị bá mẫu chu thị còn trộn trừng mắt nhìn nàng nữa hẳn là đang mắng thầm nàng cái hàng lỗ vốn sau đó lại là một vạn câu chửi thầm đi phỏng chừng trong đầu đã sớm chửi nàng suốt cả chặng đường đừng tưởng rằng nàng không phát hiện trừng liền trừng đi mã lão thái xoay người nhìn thấy tiểu cháu gái như vậy cũng trách cứ vài câu tống phục linh nghĩ thầm cứ mắng đi thôi liền không đứng dậy coi như không nghe thấy gì mắng một hồi mọi người cảm thấy không có tác dụng liền sẽ ngừng nghỉ hơn nữa nội a hiện tại nội còn mắng cháu chứng tỏ cháu còn chưa có dưỡng thành thói quen cho ngài chờ cháu lười thành thói quen ngài cũng liền nhìn quen thôi nếu là một ngày nào đó cháu tiền đồ một phen đột nhiên cần mẫn lên ngài còn phải vỗ tay cười nói ai nha tiểu cháu gái của ta tiền đồ lạp quá giỏi rồi hì hì tống phục linh nhìn trời toét miệng cười tống phục linh liền ngẩn khuôn mặt dính đầy bùn đen hơi hơi mỉm cười biểu tình trong thực ê răng bị tống ngân phượng đang chạy tới gần vừa lúc bắt giữ đến làm cô mẫu trong lòng nàng thực bất đắc dĩ nhưng vẫn là thực lòng yêu quý tiểu chất nữ đặc biệt tiểu chất nữ này còn là nhà tam đệ sinh chỉ có duy nhất một đứa nhỏ này bàn nha a nước kia cháu mặc kệ hả còn lọc hay không? nếu cháu không lọc, chúng ta liền trực tiếp đổ vào trong nồi nấu a. À. tống phục linh đối diện với cô mẫu tống ngân phượng nói, thôi, mọi người uống dơ vậy đi. mới vừa nói xong, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đoàn người nhổ nước miếng xuống sông thí nghiệm có độc hay không có độc, vội la lên, cô mẫu, thêm vài giọt giấm vào trong nước cho an toàn. cháu thà rằng uống nước hơi chua một chút. mã lão thái nghiến răng nghiến lợi nói, bày vẽ như vậy a. À bày vẽ như vậy làm chi một đường này a à, nha đầu thúi kia liền thế nào cũng phải uống nước đã đun sôi đều tình huống gì chú ý linh ta linh tinh làm bà phải ở trên xe con la dùng cái nồi nhỏ nấu nước vừa nấu nước liền phải làm vài người trong xe đi xuống không có cách nào trong xe không đủ chỗ trống a à, trong xe nhiều đồ vật còn phải cẩn thận phòng ngừa đừng để cháy đồ đừng để xe lắc lư làm đổ nồi đừng để mình bị phỏng ở trên đường tổng cộng nấu nước 3 lần nha đầu kia giống như trâu nước nhập thân uống lên liền không để yên bản thân uống còn chưa tính còn ồn ào làm đoàn người cũng uống nhiều nước nói bổ 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 cái gì mà bổ tiểu hài tử bàn nha kia a chỉ giỏi làm cái người tốt lại làm khó chết cái lão thái bà là nàng nàng ở trên xe con la lúc lắc nấu nước mệt muốn chết rồi liền này còn phải mệt bàn nha ngủ một giấc dài mới ngừng nghỉ không ít đâu ai bằng không càng đến lăn lộn mù quán, ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút xem đám dân chạy nạn ngoài kia liền kém trực tiếp uống nước lã đâu, tiểu nha đầu nhà bà lại muốn thêm giấm cơ đấy. Tống Ngân Phượng vội vàng nhỏ giọng khuyên, nương, ngài nhỏ giọng một chút, ở trên núi Tam Đệ cố ý dặn dò, ngài đã quên. Bàn nha lớn rồi, đừng mắng trước mặt người khác, nơi này một nhà chen một nhà, làm người nghe thấy, bàn nha thật mất mặt a. À. hơn nữa thêm giấm vào nước đun lên cũng yên tâm chút, cũng đỡ hơn cả nhà bị tiêu chảy. Dù sao cũng đâu phí gì, phí giấm giấm lại không phải muối, không phải nước tương, một đường này có nó hay không nó có cũng không ảnh hưởng nấu ăn, chúng ta uống nước sạch sẽ một ngày liền bị tiêu chảy chậm hơn một ngày, cái này còn không quan trọng hơn hết thảy sao, nói nữa, nương, chút dấm của ngài sớm rải lên ống quần tam để phòng rắn phòng trùng hết rồi, hiện tại dùng chính là dấm mà nhà tam đệ mang đến. Bàn nha người ta cũng không dùng dấm của ngài A, à, bàn nha. Lời này sao nghe có chút kỳ kỳ đâu, nằm xoài ở kia, Tống Phục Linh cơ bản đều nghe rõ mồm một cô mẫu là như thế nào khuyên nội. Ai, nàng rất muốn nói, nàng đã thực nỗ lực hạ thấp yêu cầu được không? Từ lúc xuyên tới, đường công tâm lý của nàng là phát triển như thế này, mới vừa nghe nói phải đào vong, cần phải ngồi xe con la ra khỏi thành. Con la, chưa ngồi qua, chỉ từng lái qua ngồi qua ô tô nhỏ. Ngồi xe con la, cảm giác như thế nào đâu? Ngồi ở trên xe, cảm giác cả người đều bị sốc nát đây là chiếc xe mà ăn mặc ở đi lại cùng gộc vào một khi đó ở trong xe con la cha mẹ nàng thế nhưng còn muốn chiên bánh quai chèo làm đồ ăn dự bị cho sau này nàng nghe xong đều sợ ngây người chật hẹp như vậy xe còn lắc lư xếp xong hành lý cùng công cụ vũ khí chân chỉ còn miễn cưỡng duỗi thẳng sao có thể làm được ân ừ, làm được khi đó nàng cảm giác thật khổ a à, đây đều là ăn cái gì còn không bằng cơm hộp trước kia ăn trên xe lửa đây là ăn về phương diện ở lúc ấy ở trên xe con la ngủ trong chốc lát trong xe vừa chất hành lý vừa ngồi mấy người nhà nàng thêm một cái tiền mễ thọ cuộn chân nằm trên xe ngủ dậy cảm giác xương cốt cả người đều cứng đờ đây là ở về phương diện mặt liền không chú ý khi đó nàng liền cảm thấy quá tự hào a à. ta thật có thể chịu đựng thật có thể chịu khổ sao lại cách một ngày nàng liền bắt đầu ở trong sơn động ở trong lều trại trên núi leo núi bùng đất dính đầy chân thường xuyên có động vật không biết tên gọi bậy sợ tới mức làm người kinh hoảng thất thố uống nước suối dùng than lọc ăn lương khô không có thịt cũng không có đồ ăn kèm thậm chí không có dưa muối trong miệng nhạt nhẽo chẳng có chút hương vị gì lúc đó nàng cho rằng nàng mẹ nó quá có thể chịu khổ thật là đứa nhỏ kiên cường không làm ra vẻ của lão tống gia nhưng trải qua một ngày chạy nạn hôm nay thần phật a nàng muốn về sơn động những ngày ở đó thật thoải mái a à. ở nơi đó ăn cái gì tuy rằng cũng không có hương vị nhưng là an an ổn ổn giữa đường nàng đi không nổi phải bò lên xe con la trong xe chỉ có một cái chỗ trống rộng bằng cái đệm lót ở hiện đại đến nỗi kích thước của cái đệm sao chính là rộng bằng cái đệm dùng để lót mông khi đi học nàng thế nhưng cảm giác thật hạnh phúc thế nhưng ngủ đến phá lệ thơm ngọt nói tóm lại ngày đầu tiên xuyên qua rõ ràng ngày hôm đó nàng thấy cực kỳ không xong cảm giác làm gì đều thực gian khổ muốn khổ chết nàng hiện giờ hồi ức cứ nhiên lại là thời khắc nàng có thể ngồi thoải mái nhất rộng rãi nhất trên xe con la ăn cũng tốt nhất mặc thể diện nhất một ngày đó hiện giờ đối với nàng đó là mộng tưởng má ơi nếu có thể làm lại từ đầu nàng nhất định sẽ thật quý trọng mà hiện tại nàng đang phải uống nước sông đun sôi cho thêm tí giấm cũng không biết Phục Linh nàng có thể kiên trì đến ngày đó không. Nương, Tống Phục Linh tiếp nhận lương khô mới ra nồi, một bên trắng ăn ngấu nghiến, một bên mồm miệng không rõ nói, con hiện tại tin câu nói kia của nương rồi. Thật sự là không có người nào chịu không được khổ. Đến thời điểm nào nói lời nói đó. Cái gì mà sinh sau năm 90, sau năm 2000 chịu không được cực khổ a à, này phải xem điều kiện của ngươi như thế nào. Tỉ như chúng ta như vậy, đang chạy nạn, đứa bé một tuổi đều có thể làm được chịu khổ chịu nhọc gian khổ một mặt a à, tiền bội anh không có tinh thần gì gật gật đầu mẹ cũng không nghĩ tới mẹ sẽ đi được lâu vậy đi vài vạn bước rồi đấy mà lời nói kế tiếp của tống phúc sinh làm hai mẹ con thiếu chút nữa dùng mắt to trừng chết hắn liếc xéo một cái liếc xéo một cái chương 70, ai dọa ai tiền bội anh nghĩ người nói thử xem a à tống phúc sinh ngày hôm nay ta đã đi được vài vạn bước đều mệt thành như vậy rồi ta đều muốn học nữ nhi nằm liệt ở kia chờ ăn cơm không làm chuyện gì, bất chấp mặt mũi, mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, cái lão công thúi nhà ngươi lại còn bố trí nhiệm vụ cho hai mẹ con ta nữa, ngươi có phải là muốn ăn đòn rồi không? Chạy tới cổ đại gia căng quá, muốn được ăn đòn lỏng lỏng gân cốt phải không? Là nhiệm vụ gì đâu, làm cò mồi, không sai, chính là cò mồi như trong xã hội hiện đại cái kia a, quán ăn có người tia quán ăn, bán hàng có người giả mua hàng, v, v nhiệm vụ của hai mẹ con nàng là cò mồi trên tư tưởng, định hướng tư tưởng cho đoàn người. Dùng một câu để miêu tả chính là, đội sản xuất mở học, tổ chức học tập A, chừng 7 giờ tối, vừa mới đảm nhận, chính ủy, tống lý chính, ngồi xếp bằng ở đằng trước, miệng ngậm tẩu thuốc. Tẩu hút thuốc như cũ không bốc khói, không nở hút, tống lý chính trước tiên ho khang hai cái, sau đó mới nói, làm đoàn người trước đừng chợp mắt đúng không, ý tứ đâu, chính là muốn tổng kết tổng kết ngày đầu tiên xuống núi bất quá, đều nói nhỏ chút, có thể làm đoàn người chúng ta nghe thấy là được, nói chuyện cũng không thể ngươi một câu ta vài câu. Như vậy không lộn xộn sao? Ai muốn nói chuyện, phải nâng cánh tay, Tống Phúc Sinh đứng cạnh lão gia tử, khẽ nhắc nhở, gia gia, là giơ tay, đúng vậy, giơ tay lên mới được lên tiếng. Nói xong, Tống Lý chính lại khoa tay múa chân làm mẫu cho đại gia một chút, liền dơ như vậy, đoàn người ngồi trên đệm chăn của mình, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt là vòng lớn trồng lên vòng nhỏ suy nghĩ kể chuyện ngày hôm nay hôm nay phát sinh chuyện gì đoàn người đều ở a à, không phải ai cũng thấy sao còn nói cái gì lại nói trước kia cũng chưa như vậy a à, trải qua một ngày còn phải kể ra thật là không có kinh nghiệm nộp nói sao a à? không biết kể cái gì nhi tống phúc sinh bỗng nhiên ho khan một tiếng khụ khụ tiền bội anh trước tiên tặng cho tống phúc sinh một cái liếc xéo xem thường sau đó mới giơ tay, ta nói trước vài câu đi. Chúng ta cần phải hấp thụ giáo huấn a, không thể lại mềm lòng, xuất hiện chuyện cho người ta lương khô như ngày hôm nay được. Hôm nay là đánh thắng, vạn nhất đánh không lại đâu. Mọi người thử ngẫm lại xem, hậu quả sẽ như thế nào nha, đúng vậy, đúng vậy, thật không thể lại mềm lòng. Về sau, có người chết ở trước mắt cũng không thể lại cho người ta lương khô, lời nói của Tiền bội anh lập tức dẫn đường tư tưởng cho đoàn người đặc biệt là mấy cái lão thái thái bọn họ ước chừng có rất nhiều kinh nghiệm đấu tranh một bên quở trách vương bà tử một bên biểu môi nói nếu là không đánh thắng nhóm tiểu tử này lại bị người khác đã thương chúng ta hẳn là còn thảm hơn những người đó bọn họ sẽ dẫm lên thân thể chúng ta bám lên trên xe đoạt lương các ngươi tin không tin chứ chắc chắn là như vậy rồi hơn nữa chúng ta cũng không thể mềm yếu thế đạo này a à, đều là bắt nạt kẻ yếu các ngươi nhìn những người đó xem đánh không lại chúng ta liền quỳ xuống đất cầu đó là không còn biện pháp nào nếu bọn họ có thể đánh thắng chúng ta thử xem ai còn nguyện ý quỳ xuống a đúng vậy con người a ai cũng như vậy chúng ta phải đồng lòng cùng nhau mới được có người nói đến kích động đều quên giơ tay tống lý chính trong lòng thực vừa lòng tống phúc sinh là nhướng mày xem đại gia đã được đến thắt sâu nhận thức ở vấn đề này hắn lại cụ hai tiếng cụ cụ tống phục linh không cho cái xem thường Vạn nhất sau này ở cổ đại nàng còn phải đua cha đâu, thực cho cha nàng mặt mũi, trước tiên giơ tay, được đến cho phép mới đứng lên nói chuyện, các vị gia gia, ông, nãi nãi, bà, bá bá, thúc thúc, bá nương, thím, cháu cũng có vài câu muốn nói, cháu muốn nói chính là, tựa như cha cháu đã nói cùng mọi người trước khi xuống núi, đoàn kết, chúng ta cần phải đoàn kết, bởi vì ở trên con đường này, có thật nhiều người đi ngang qua chúng ta, nhưng chúng ta lại một cái cũng không quen biết chỉ nhận thức 14 hộ nhân gia đang ngồi cạnh bên, bởi vì mặc kệ về sau là đói là khác, là cùng người đánh nhau hay thậm chí sống hay chết, khi gặp nạn, chỉ có 14 hộ nhân gia này, chỉ có những người cùng thôn đang ngồi tại đây mới có thể giúp đỡ lẫn nhau, tựa như khi phú quý bá qua đời, trên con đường này rõ ràng nhiều người chạy nạn như vậy, nhưng cũng không có người đem bá ấy chôn xuống mồ vì an. Chỉ có người một nhà như chúng ta mới có thể ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào vô luận khó khăn như thế nào, cũng sẽ hỗ trợ, bởi vì sẽ có một ngày, chúng ta đến được thành trấn khác, rốt cuộc an cư lạc nghiệp. Nhưng, ở trong thành trấn lớn như vậy, dưới ánh mắt của người trong trấn, chúng ta cũng chỉ là người bên ngoài. Chúng ta không quen biết ai, chỉ nhận thức những gia gia, nải nải, thúc, bá, thím đang ngồi ở đây. Trước kia, chúng ta là thôn dân trong cùng một thôn. Sau này, đến địa phương mới, lạc hộ, lại không còn thân thích khác, chúng ta chính là những người thân nhất của nhau tống phục linh nắm chặt tay cho nên nhất định phải đoàn kết những lời này tống phục linh cố ý dùng ngôn ngữ dễ hiểu để diễn tả hy vọng giúp được cha nàng tẩy não cho những người này đường xá còn xa xôi chưa biết dừng chân ở nơi nào đừng để bọn họ lại sinh việc này chuyện đó xác thật một khi đoàn người rời rạc như những hạt cắt trên sa mạc nhà ai cũng không có cái kết quả tốt được bao gồm cả nhà nàng cũng dễ dàng trở thành sơn dương bị làm thịt dọc theo đường đi này còn nhiều nguy hiểm đâu một cái hảo hán còn cần ba người giúp đỡ đâu cũng may mà cả đội ngũ đông đúc thế này cùng nhau lưu lạc thiên nhai a à. những lời này của tống phục linh cũng thật sự phát huy được tác dụng lừa tình như nàng mong muốn mọi người nghe đến lời nói của tống phục linh lại ngẫm nghĩ kỹ ai u thật là đúng thật là như vậy a à. tống lý chính bị tống phục linh lừa tình thảm a à. vừa nhớ tới những hộ nhà còn không có tin tức trong thôn tâm hắn liền khó chịu lão gia tử thập phần động dung tổng kết trần từ nói đều cố gắng sống sót cho ta cố gắng một người cũng đừng thiếu người quen liền thừa lại đoàn người chúng ta mà thôi còn lại đều không gặp được nữa không biết chết sống thế nào tuy rằng đề tài này đoàn người cũng không có mồm năm miệng mười lên tiếng nhưng là hiệu quả của nó lại rất sâu nhập nhân tâm thậm chí đội sản xuất mở học tổ chức học tập vừa mới kết thúc trong đội ngũ đã xuất hiện những biến hóa vi diệu cao đồ tể cầm dạ dày heo đến gần chỗ trải đệm chăn của nhà quách gia nói quách lão nhị nghe nói ngươi một đường này cũng không có túi nước cầm cái này đi đây là dạ dày heo ta đã tẩy sạch ngày mai dùng nó đựng nước mà uống a nha cao thúc thứ này thật tốt a à, cái đồ chơi này có thể chứa không ít nước đâu thật là quá cảm tạ ngài vương bà tử cũng dựa gần tiểu tức phụ trải đệm chăn ở kế bên nhà mình nói ngươi đừng đánh hài tử nữa không có việc gì hài tử xoay người sang đây liền sang đây bái một đứa bé có thể đắp khối chăn bao lớn a kệ nó để cho đứa nhỏ này đắp đi chăn nhà chúng ta cũng đủ dùng rồi còn có nam nhân lại cầm vụn lá trà tiến đến bên người tống lý chính cùng tống phúc sinh lại tiếp đón đám người điền hỉ phát muốn pha một nhúm vụn trà chia sẻ cho đoàn người cùng uống thứ này mới đã khác nào lúc chạy ta thuận tay nhét vào trong bao quần áo bà nương mới lấy ra tới mọi người đều uống chút đi đếm thử xem. Mã lão thái ngồi trên chăn bông, không biết vì sao liền rất muốn quay đầu xem một chút đại tẩu ở cách đó mấy nhà. Nghĩ thầm, tính, dọc đường này ta không chấp với ngươi nữa, sợ tức chết ngươi. Ngươi phải khỏe khỏe mạnh mạnh tồn tại, chờ tới được nơi đặt chân, ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem, mấy cái nhi tử của ta là tiền đồ như thế nào, hiếu thuận ta như thế nào, cho cái mụ già thúi nhà ngươi ghen tị chết, mà tống phục linh, người mang đến hết thảy biến hóa vi diệu này đã ẩn sâu công cùng danh, cùng nhóm tiểu tỷ tỷ chạy hướng nơi xa đi về đúc xê. Việc này không thể lười nộp, việc này đến dựa vào chính mình, lại không nghĩ rằng, cách ăn mặc kỳ lạ của nàng, thân trên là áo ngắn cổ đại dài đến gần hông, phía dưới là quần đen thể thao, bên hông còn dắt ấm nước inox, dừng ở trong mắt người có tâm, cái người có tâm kia, trước kia ở trong thành chính là dựa vào nghề ăn trộm ăn cắp sống qua ngày, lần này chạy trốn, hắn cùng ca ca cũng không mang theo gia sản gì đáng giá, nhà bị nạn dân chiếm lĩnh, đừng nói tiền bạc, chính là thuốc mê cũng không kịp mang, ca ca là thật khờ, người khác 10 cái tâm nhãn hắn chỉ 6 cái, nhưng bù lại dám làm. Ca ca hỏi đệ đệ, đoạt đám người này, huynh điên rồi a, à, đám người này, một người vụt một gậy là có thể vụt chết hai huynh đệ ta. Chúng ta chẳng những không thể đoạt bọn họ, còn không thể chạm vào lương thực cùng xe của bọn họ cái đó động tĩnh lớn a à, thấy không? Bọn họ có gác đêm, gác đêm thì sợ gì, bọn họ ngủ rồi, đúng vậy, bốn người gõ mỏ cầm canh vừa được chọn ra đã ngủ gật tự lúc nào. Cơ bản là quá mệt mỏi, bọn họ đã đi một ngày, hừng đông còn phải tiếp tục lên đường đâu, vậy cũng không được, vừa có động tĩnh bọn họ sẽ tỉnh, huynh cứ nghe đệ, hai ta đi trộn đồ vật treo ở trên eo tiểu nha đầu kia. Thứ kia không phải sắt, cũng không biết là làm từ cái gì, đệ cũng không thấy rõ dùng để làm gì nhưng cứ mặc kệ đi dù sao thoạt nhìn thập phần quý giá mắt nhìn của đệ đảm bảo không thể sai được chờ tương lai hai huynh đệ ta vào thành lúc đó liền bán qua tay đệ đệ mang huynh cơm ngon rượu say hơn nữa tiểu nha đầu kia cũng dễ đối phó hai chúng ta nhẹ nhàng đi vào đừng quấy nhiễu người khác lấy được đồ vật quý giá kia liền đi chờ hừng đông bọn họ phát hiện hai huynh đệ ta đã sớm không ảnh Hai huynh đệ thương lượng như này như kia một lúc, sau đó lặng lẽ tìm nhập đi vào từ khe hở giữa xe con la cùng xe trâu. Bọn họ thật may mắn, nương ánh trăng cùng ánh sáng hắt ra từ đống lửa chưa tàn, liếc mắt một cái liền phát hiện cái chân nhỏ gầy mặt quần màu đen ở gần bên đống lửa. Đệ đệ đánh cái thủ thế, ca ca gật đầu sáng tỏ, hai người bước chân thật mau, cũng không tạo ra một chút tiếng vang nào liền tới bên cạnh tống phục linh. Thăm dò nhìn xuống, một người tức khắc ngã ngồi dưới đất, một người từ trong cổ họng cầm lòng không đậu nói ai nha nương a à? tống phục linh bị bừng tỉnh nhìn thấy hai người xa lạ đang trừng mắt nhìn nàng sợ hãi quá sức ai u ông trời a à? ngạch a à? có trộm muốn cướp nàng tống phục linh cùng hai huynh đệ ăn trộm kia trăm miệng một lời thét to cướp có người cướp bóc có quỷ a à? người mang mặt nạ tống phục linh a à nha chương 71, ta không phục tứ tráng nhanh chóng nhảy dựng lên thân hình chợt lóe chỉ đánh vài chiêu liền chế phục được huynh đệ ăn trộm. Chẳng qua miệng vết thương lại bị xé rách, máu từ miệng vết thương lại thấm ra, nghe được tiếng kêu sợ hãi của nữ nhi, Tống Phúc Sinh hoảng hốt mở mắt, vốn dĩ, Tống Phúc Sinh cũng tưởng trước tiên tiêu sái nhảy dựng lên, chỉ là, vừa dựng người dậy liền bị tiền mễ thọ ngủ trong lòng ngực vướng một chút, người đều ngốc, Tống Phúc Sinh lão đảo một cái, chân mềm quỳ xuống đất, lại lộn nhào đứng dậy, vương cánh tay đem nữ nhi che chở ở đằng sau, hét lớn một tiếng, người nào, hai anh em ăn trộm chưa kịp thẳng thắng từ khoan báo cho người tới là người nào, tiền mễ thọ liền tóc tai xỏa sợi vọt đến, cảm thấy dượng quá ngu ngốc, này còn cần hỏi nữa sao, dùng chất giọng non nớt của trẻ con trống lớn, trộm gạch gạo nếp của ta a, à, trộm gạch gạo nếp của ta a, à? ta đánh chết các ngươi. Ngay lập tức định tội cho hai huynh đệ này, tiền mễ thọ dùng đầu đâm, dùng nắm tay, cẳng chân nhỏ, tay đấm chân đá, lại độc thuộc lòng bắt được chỗ nào liền cắn chỗ nấy, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân lộ ra khí thế hùng hổ, một hai phải cùng người liều mạng đến cùng, tiền mễ thọ thực tức giận thực tức giận, trọng lương hắn quản không được, đó là việc của các đại nhân, nhưng là, dám trộm gạch tỷ tỷ hắn đang gối, trộm âu yếm chi vật của hắn, này liền không thể tha thứ, trước phải bước qua cửa ải của hắn, tống phúc sinh chỉ có thể xách cổ áo tiền mễ thọ, cường ngạnh kéo đứa nhỏ đang liều mạng đấm đá trở về đứa nhỏ này quá kích động rồi, hai người kia đã bị đoàn người đè lại, lúc này không nên để hài tử thò lại gần, đừng để cái nào không phát huy tốt làm tiền mễ thọ bị bắt giữ làm con tin. Dượng, bọn họ muốn cướp gạch của cháu, đoạt gạch của cháu, Dượng nghe thấy được, cũng hiểu được hiểu được lạp, Dượng thu thập bọn họ, được chưa? Cháu nghe lời đi, tiền mễ thọ bị Tống Phúc Sinh đưa cho tiền bội anh, ở trong lòng ngực tiền bội anh ngửa đầu khóc lớn, nói, tỷ tỷ, bọn họ muốn cướp gạch phải không? mau nhìn xem gạch của đệ, gạch của đệ, hoa a a a, ai u trời ơi, tiền mễ thọ bỗng nhiên ầm ỉ như vậy, tống phục linh có chút chống đỡ không được. Phải biết rằng, đệ đệ trừ bỏ trước khi chạy trốn khóc lớn một trận, sau đó liền chưa từng khóc nháo lần nào, tiền bội anh một bên ôm tiền mễ thọ vào trong lòng dỗ dành, một bên xua tay, mau, phục linh, mau mở tay nải ra kiểm tra xem, phải rách bọc gạch gạo nếp được đưa đến tay tiền mễ thọ, mễ thọ, đệ nhìn xem. Vẫn còn nộp, đừng sợ, Tống Phục Linh lại tiếp tục dỗ dành đệ đệ, nói, tỷ làm sao có thể để cho bọn họ cướp được chứ, bọn họ vừa đến gần tỷ đã la lên, còn không kịp đoạt gạch gạo nếp đã bị bắt được, đừng khóc nữa, đoàn người đã sớm hoang mang rối loạn tỉnh dậy, tất cả cầm công cụ vũ khí vây quanh nơi này, lúc này cũng nghe được rành mạch, ai nha má ơi, hai kẻ cấp này, thế nhưng muốn trộm gạch gạo nếp bàn nha đang gối dưới đầu, hai anh em ăn trộm, ai trộm gạch gạo nếp, hai anh em bị chế phục quỳ xuống đất, cố ý liếc nhìn gạch gạo nếp trong tay nãy đã mở, xem một cái thiếu chút nữa liền nôn ra. Ai trộm thứ đồ hư này a? À? cho không hai anh em hắn cũng không cần được không? không phải đâu, các ngươi nghe hai huynh để chúng ta giải thích đi. Tống Phúc xin nói, không cần giải thích, bắt tại trận là được, ta không rảnh nghe giải thích. Hiện giờ trong tay hắn tất cả đều tiếng khóc của tiền mễ thọ cùng đám hài tử bị bừng tỉnh, hết đợt này đến đợt khác kéo ra bên ngoài xe trâu đánh đi đám người điền hỉ phát đè nặng hai huynh đệ kia liền bắt đầu đánh chỉ trong chốc lát đã đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập hỏi bọn hắn có phục hay không đệ đệ tâm nhãn nhiều nhanh chóng xin khoan dung hối lỗi nhận sai nhưng đệ đệ lại đã quên hắn có một vị ca ca thiếu tâm nhãn ca ca lớn tiếng già mồm nói ta không phục á à không phục đánh tiếp có phục hay không lúc này đã bị đánh đến cái mũi đổ máu ta không phục ta không trộn gạch gạo nếp không chờ mấy người điền hỷ phát tiếp tục ra tay, đệ đệ của hắn tiến lên liền ném cho hắn một cái tác, ca, huynh phục đi a, à. nhưng ta thật sự không có trộn gạch gạo nếp, ca ca đôi mắt đỏ lên, vĩ khuất chảy nước mắt, đầu tiên là bị quỷ dọa, hiện tại lại bị đổ oan là trộn cái cục gạch nát, chương 72, sinh bệnh, tống lý chính sợ mất đồ vật, dẫn người kiểm tra một lượt, lại dạy bảo bốn người trực đêm, nói, các ngươi như vậy không được a, à. các ngươi như vậy không xấu hổ với đoàn người những người đóng góp lương khô cho các ngươi ư phải trợn to mắt nhìn kỹ đừng để cây đuốc bị tắt cũng không phát hiện các nữ nhân sôi nổi vỗ về hài tử nhà mình làm hài tử mau chóng ngủ tiếp hừng đông còn phải tiếp tục lên đường trong miệng cũng không ngừng thì thầm khúc hát ru sờ sờ lưng không sợ không sợ tiền bội anh cũng đang dỗ tiền mễ thọ ông hài tử trong lòng đung đưa qua lại vỗ nhẹ lên lưng nàng hiểu hài tử có thể phản ứng lớn như vậy một phương diện là ngủ ngốc, về phương diện khác là, hai khối gạch kia có phân lượng rất nặng trong lòng tiền mễ thọ. Ở trong lòng đứa nhỏ này, đó là nhiệm vụ gia gia giao phó cho hắn, đồ vật duy nhất còn lại, cần phải bảo vệ cho tốt, cho nên, đứa nhỏ này, từ khi gặp mặt nhà nàng mãi cho đến hiện tại, không có lúc nào là không cổng theo thứ kia bên người, thỉnh thoảng cho nàng cầm gạch, kia đều là cho người cô như nàng mặt mũi, ngoài ra thi thoảng cũng cho Phục Linh cầm. Ngay cả giường đứa nhỏ này đều không tin tưởng, không cho chạm vào không cho sờ, không yên tâm. Tống Phục Linh đem mặt nạ sốc lê đỉ đầu, đổ chút nước ấm đưa đến trước mặt tiền mễ thọ, này, uống miếng nước đi, đừng khóc nữa, đệ đều khóc đến nấc cục, tiền mễ thọ nhấp miếng nước, nhấp xong liếc mắt một cái đánh giá Tống Phục Linh, mí mắt rủ xuống, qua vài giây, lại dương mắt đánh giá một chút Tống Phục Linh, tỷ tỷ, sau này tỷ phải chú ý, đây là ý tứ, trải qua một phen suy tính, còn có thể cho tống phục linh mượn làm gối ngủ tống phục linh cảm kích gật gật đầu tỷ cảm ơn mẹ thọ nha sau này tỷ sẽ cẩn thận hơn tuyệt đối tuyệt đối không cho người khác lấy mất nói xong trao đổi một ánh mắt với tiền bội anh trong lòng hai mẹ con đều rõ ràng hai người kia không phải muốn trộn cục gạch gạo nếp hẳn là vì cái thứ khác nhưng cũng không dám nói a à, đứa nhỏ này khẳng định bọn trộn muốn lấy cục gạch cũng hơn nửa đêm rồi đừng lại ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền cho thằng bé khóc tống phục linh liếc nhìn bình giữ ấm nàng đặt ở một bên đôi mắt lóe lóe mà tống phúc sinh là đang băng bó lại miệng vết thương cho tứ tráng trong lòng có chút phạm sầu thuốc mua cho tứ tráng trước khi chạy trốn đã sắp hết rồi chỉ còn đủ cho một ngày nhưng miệng vết thương lại không hề chuyển biến tốt nếu là lúc sau vẫn còn không đỡ biết đi chỗ nào bắt cái đại phu chạy nạn trên người lại còn mang theo thuốc cho hắn đâu không mang theo thuốc cũng không sao cổ đại này đều dùng thảo dược chỉ cần đại phu kia nhận biết được thảo dược là được cao thiếp đầu không có lập tức ngủ thò qua hỏi tam thúc tứ tráng ca biết võ công nộp thúc có thể làm tứ tráng ca dạy võ công cho chúng cháu trong lúc nghỉ trưa được không ngươi tự đi hỏi hắn đi nói xong lúc này tống phúc sinh mới đứng dậy đi thăm hai tên ăn trộm bị đánh kia hai tên kia bị tỷ phu cùng mấy người khác đánh cho chảy máu mũi bọn họ đúng là không ngờ tới đôi anh em kia lại chuyển sang đấu đá lẫn nhau đệ đệ tát ca ca mấy cái bắt nhận sai ca ca đá đệ đệ mấy đá nói sao đệ lại đánh ta tống phúc sinh không có tâm tư xem trò khôi hài này cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi thôi hắn nói lan đừng để cho ta gặp lại các ngươi chỉ cần gặp lại các ngươi hoặc là ở phụ cận nhìn thấy các ngươi chúng ta liền đánh gãy chân hai huynh đệ ngươi đôi huynh đệ ăn trộm kia mới được thả ra liền chạy không thấy bóng dáng mà nhóm dân chạy nạn ở phụ cận bị tiếng la hét ầm ĩ đánh thức, cũng trên cơ bản biết được sơ sơ, nghe cái sấp xỉ, trong lòng chỉ một cái ý tưởng, đám người kia, đừng nhìn nhiều người như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có mặt ngoài là hoành tráng thôi, trừ bỏ con trâu, con la sau này đói còn có thể ghế thịt ăn, cũng không có lương thực gì, bằng không sao có thể vì một khối gạch gạo nếp đã mốt meo mà nháo ra động tĩnh lớn như vậy, kêu đánh kêu ghế, ai u, tự hồ còn không bằng bọn họ đâu hừng đông đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Nhưng mới đi được có nửa buổi sáng, tiền mễ thọ bỗng nhiên không hề dấu hiệu liền bị bệnh, khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng, người nóng lên. Vừa sờ, cái trán nóng bỏng, tống phúc sinh cổng tiền mễ thọ, hài tử héo rũ nằm ở trên lưng hắn, chương 73, thời tiết dị thường, thật có thể nói là một mảnh đám mây một mảnh trời. Ước chừng 100 dặm đầu tiên, mưa rền gió dữ hạ xuống ào ào, lôi điện đang xen, bầu trời giống như bị xé toạc ra một lỗ thủng khi đó xuống núi, là ngược gió dầm mưa lên đường, lúc ở trên núi, lại càng là âm lạnh ẩm ướt, đêm khuya sáng sớm lạnh đến người với người gắt gao dựa vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, chăn bông che đến kín không kẻ hở, đóng lửa thành túc thiêu đốt cả ngày, tống phục linh thậm chí dùng cả túi đựng nước làm túi trường nóng, từ sớm đến tối ôm không rời tay, ấm chân ấm tay ấm bụng, một đám đi về đúc xe càng là không dám ngồi sổn lâu, không riêng bởi vì sợ nước mưa mà còn bởi vì từng cơn gió lạnh đi kèm hơi ẩm nhẹ nhàng thổi một cái, lạnh đến trên mông nổi lên một tầng da gà, tổng kết thành bốn chữ, ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng đi đến chừng một trăm mấy chục dặm, nhiệt độ lại nóng dọa người, không gió, hô hấp không thông thuận, có gió, cũng là từng cơn gió nóng, phả thẳng vào mặt làm người càng thêm bức bối, đã có thật nhiều nhóm dân chạy nạn tốt năm tốt ba ngồi xuống ven đường, dường như thở không nổi dừng lại nghỉ chân bọn họ một câu cũng không nói, đầu gục xuống, dừng ở chỗ nào liền nằm chỗ đó, chẳng sợ chắn cả đường đi của người phía sau cũng một mực không muốn đứng dậy. Nóng đến không còn sức lực, chính là ở tình cảnh Thái Dương nóng rác nướng đại địa như vậy, liền thấy một đoàn người từ cách đó không xa đi tới, mấy con trâu kéo xe lỗ mũi phòng lên, hồng hộc phun ra nhiệt khí. Từ trên mặt da súc liền có thể nhìn ra chúng nó nóng đến sắp cáo kỉnh. Lúc này nếu có ai sờ vào chiếu đậy hành lý trên xe đẩy tay, sẽ cảm thấy nó nóng đến sắp biến thành cái thảm điện. Nhóm tráng hán đẩy xe đẩy tay, mồ hôi nóng chảy ròng ròng từ lòng bàn tay, thanh cầm bằng gỗ sờ lên nóng hầm hập, mồ hôi trên trán cũng giống trời mưa dường như, không ngừng rớt xuống. Mỗi một người đi bộ bên cạnh xe bò, quần áo đều đẫm mồ hôi, xiêm y dính chặt vào trên sống lưng. Hận không thể đi đường 5 phút, đổ mồ hôi 2 giờ, mà ở trong đám người đi đầu của đội ngũ này, có một vị nam tử ăn mặc rất là khác biệt so với người khác phá lệ chói mắt, chỉ thấy vị nam tử kia, tóc búi cao lên đến đỉnh đầu, chân đi giày rơm, áo ngắn trên người thoải mái mở rộng, treo ở trên người, lộ ra LG ngực bên trong. Phía dưới là quần đùi rộng dài đến đầu gối, trong lòng ngực hắn còn ôm cái hài đồng chừng 4 năm tuổi, hài đồng ủ rũ héo úa dựa vào trên vai hắn, liền tạo hình này của Tống Phúc Sinh, nói thật, đừng nhìn thời tiết đã nóng thành như vậy, đừng nhìn đoàn người là dân chạy nạn, nhưng là, ở trong mắt của người cổ đại, cũng là thật không ra cái thể thống gì bởi vì ở hiện đại mặc quần đùi rộng vai trần ra cửa không tính chuyện gì nhiều nhất bị nói câu người này quá không chú ý nhưng ở cổ đại không có cái thói quen này không có người nào như vậy thậm chí người càng có thân phận càng phải ăn mặc kín mít bất kể là thời tiết như thế nào ngươi xem những đại thần thượng triều còn có phú thương bọn họ đều mặc tầng trong tầng ngoài nóng chết cũng muốn thể diện cùng lắm là chú ý chất liệu vải là vải thông khí hay là vải lụa sa tanh mà thôi, cho nên nói, cách ăn mặc này của Tống Phúc Sinh, có hiệu quả gì đâu. Tương đương với ở hiện đại, đột nhiên có người khỏa thân chạy ra đường. Ở trong mắt của người cổ đại, mặc quần đùi rộng, lộ chân lộ ngực, đã đến trình độ làm người phê bình, Tống Phúc Sinh có ký ức, hắn cũng hiểu biết điều này, nhưng hắn thiết nghĩ, quản những cái đó làm chi đâu, nóng sắp chết, nếu tiếp tục nắng nóng như vậy, hắn chỉ khác thịt nướng ở chỗ không được trải lên một dúng thì là mà thôi. Hắn không chỉ mặc quần đùi rộng đi đường mà còn làm ra động tác càng làm cho người chú ý hơn nữa. Tống Phúc sinh ngoái đầu nhìn lại tìm kiếm bên trong đội ngũ. Lát sau, hướng Tống Phục Linh vẫy vẫy tay, không đi nổi nữa phải không? Tới đây, bám vào tay cha, cha túng con đi. Ở cổ đại, nào có phụ thân thân cận với nữ nhi mười mấy tuổi như thế, Điền Hỷ Phát xem như đã rất thương yêu đào hoa, nhưng ngày thường hắn cũng không hay nói chuyện cùng nữ nhi chứ đừng nói đến chuyện vác lại không phải là gãy chân mà tới nơi này của tống phúc sinh thiếu điều muốn cổng ôm đại khuê nữ đi đường tống phục linh cũng không có ý thức kia lập tức tiến lên dùng cánh tay níu lấy tống phúc sinh ai u đúng là cha ruột của nàng a vốn dĩ hôm nay tống phục linh như cũ có thể không cần mặt mũi thường thường mà tới cọ xe nhưng nương nàng hôm nay tới đại di mụ ý là kinh nguyệt không sai ngày nắng nóng như vậy lại tới đại di mụ, hay, lót gì cũng phải ra một quần mồ hôi, làm cho lão nương ở trong nháy mắt phát hiện đại di mụ tới, thiếu chút nữa rơi lệ, quá xui xẻo, là nàng khuyên, tống phục linh khuyên lão mẹ thay thế nàng, thường thường tiến trong xe ngồi, ai trợn trắng mắt cũng đừng để ý, bị nải nải mắng chửi cũng đừng cãi lại. Chính mình được đến lợi ích thực tế còn không hơn sao. Tóm lại, không thể liên tục đi bộ kịch liệt nữa. hay là, khuyên lão mẹ đừng tiết kiệm, đừng dùng mảnh vải rách cô mẫu đưa, liền dùng băng vệ sinh đi, tiết kiệm đồ vật kia làm gì, không cần để dành cho nàng dùng, đây là đang lên đường, quan trọng nộp, cùng lắm thì sau này an gia, hai mẹ con nàng lại dùng phân cho lót trong mảnh vải bái, người sống còn có thể làm nứa ký hiệu bản quyền ế nghẹn chết hay sao? Người khác đều có thể dùng, tương lai nàng cũng có thể dùng mảnh vải, ở trong lòng Tống Phục Linh, hiện tại nàng đã đủ hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, cho nên một cái tiểu dân chạy nạn như nàng, còn có thể ngẫu nhiên kiều khí lạp, đây toàn là lấy phúc có cha mẹ ruột cùng xuyên qua tới, có người yêu thương nàng, luôn chiều nàng, không cần giống bé gái mồ côi khác, vừa xuyên qua liền phải hướng chết chịu khổ chịu nhọc, tranh quyền đoạt ít cho chính mình, nếu chỉ có một mình nàng xuyên qua tới, mặc dù cha mẹ ở cổ đại cũng là cái tốt, nhưng đối với nàng, bọn họ là người xa lạ, nàng cũng ngượng ngùng làm nũng với người ta lạp, đến lão thảm lão thảm. Tống Phúc Sinh dùng nách giữ chặt cánh tay nữ nhi, mang theo nữ nhi đi về phía trước, một tay ôm chặt tiền mễ thọ, vốn dĩ đã nóng muốn chết, đứa nhỏ này dán trên người hắn, lại còn sốt, thở ra tất cả đều là từng đợt khí nóng. Tống Phúc Sinh lại dùng một cái tay khác không ngừng cầm rượu sát trùng trà lau cái trán, dưới nách, khuỷu chân, sau cổ cho tiền mễ thọ, vùi đầu đi đường cũng không được nhàn. Rượu sát trùng khô hết hắn liền chấm vào rượu trắng, lại dùng miệng thử thử độ ấm trên trán hài tử, trong lòng thật lo lắng. Bội anh nói, tiểu hài tử không thể tùy tiện uống thuốc hạ sốt của người lớn, không thể cho uống lung tung, trong thuốc có chút thành phần không thể dùng loạn cho hài tử, rất dễ ảnh hưởng chức năng gan thận, liều lượng cũng khó nắm giữ cho tốt, đặc biệt là, trước khi xuất phát, thuốc hắn lấy từ trong không gian đều là thuốc trị cảm liều mạnh, mễ thọ nếu là không sốt tới 38 độ C, cũng không nên cho uống thuốc lung tung, tận lực hạ sốt vật lý đi tức phụ làm hắn tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ chân thời điểm nghỉ ngơi chui vào không gian tìm nhiệt kế tìm thuốc ibercrone lấy nửa viên pha ra với nước cái kia dược tính nhỏ chút tống phúc sinh đem tiền mễ thọ sốt hướng lên trên lại kiên trì kiên trì một chút tìm được nơi nào có nước chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi dựng liền lấy dược cho mễ thọ uống ha được không tiền mễ thọ gật gù đầu nhỏ hai cái gật xong lại dùng hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ tống phúc sinh vành mắt đỏ hoe trước đó tống nải nải nghe nói hắn bị phong hàn làm dượng đừng ôm hắn nói bệnh này của hắn chính là muốn mệnh dượng lập tức nói cái gì muốn mệnh hay không muốn mệnh bọn im chỉ là nóng trong mà thôi ở cổ đại bị phong hàn có thể lây bệnh lại đang lên đường không đại phu còn không phải là muốn mệnh sao đoàn người lại nói để cho hắn lên nằm trên xe đẩy tay dượng không làm nói ném trên xe đẩy tay ai lau rượu hạ nhiệt độ cho mễ thọ của ta đội ngũ cũng không thể dừng lại, để ta ôm mễ thọ, vừa đi vừa lau rượu, ôm một đường, ôm hắn nóng đến đổi dượng phải rộng mở vạt áo, thể diện đều từ bỏ, dượng. Tiền mễ thọ dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên mặt tống phúc sinh, tống phúc sinh vỗ nhẹ lên sau lưng của mễ thọ, ôm lỏng chút, dượng nóng muốn chết, dượng không được chết, không cho nói từ chết, ngươi khóc cái rắm. Dượng nói bừa thôi, treo ngoài miệng, tống phục linh đi theo ở một bên, chính mắt nhìn thấy tiền mễ thọ yên lặng rất nước mắt, đầy mặt ỉ lại, muốn nói lại thôi rất muốn thổ lộ, mà ba nàng lại là vẻ mặt khó hiểu phong tình, làm đệ đệ thống khoái câm miệng. Điền hỷ phát mang theo mấy cái tiểu tử cùng cao thiết đầu chạy tới, trước đó mấy người bọn họ cũng vẫn luôn không đi cùng với đội ngũ, mà là chạy đi tìm nguồn nước ở cách xa con đường nhỏ này. Ban đầu, đoàn người dự định đi tới khi nào gặp được nguồn nước thì mới nghỉ ngơi, nhưng mà đã mấy cái giờ trôi qua rồi, cũng chưa thấy được ven đường có nguồn nước nào, có người túi nước đã sớm không đổ ra được giọt nào, trâu cùng con la cũng không có nước uống, đành phải phái một nhóm người đi tìm nguồn nước ở cách xa đường đi, tam đệ, tam đệ, tìm được rồi, ai u may quá, rốt cuộc tìm được rồi, tống phúc sinh đem tiền mễ thọ đưa cho tứ tráng, ông đứa nhỏ cẩn thận, tiền mễ thọ thật bất an, duỗi chân dãy dụa, dượng, cháu không muốn, cháu muốn dượng ôm, ai nha, chút nữa dượng quay lại, đứa nhỏ này, sao lại cáo kỉnh như vậy? Tống Phúc Sinh trách mắng, sau đó hắn liền một tay tức phụ một tay khuê nữ, ở dưới ánh mắt chú mục của mọi người, Xách cái chiếu trách liền chạy hướng nơi xa, mã lão thái bị chọc tức đến trận trắng mắt, liền chưa thấy qua nam nhân nhà ai đối đãi với nữ nhân, với hài tử như vậy, không cần cái thể diện. Nhưng bà cũng lười đến nói, bà khác, lại còn nóng, ba người nhà Tống Phúc Sinh sốt ruột đi làm gì đâu. Nói là đi về đúc xe thực tế là dùng cái chiếu vây lên cái góc nhỏ hắn liền nằm hoạch ở kia đôi mắt vừa lật tống phục linh cùng tiền bội anh biết đây là đã chui vào trong không gian đi thật may mắn thực sự có phúc khí nói đi vào là có thể đi vào con nói xem cha con có thể để ý một chút lấy hai cây kem cho mẹ con ta không nương ngài tới đại di mụ không thể ăn tiền bội anh ngồi trên mặt đất nóng muốn chết tới tổ tông ta cũng phải ăn kem que hai lúc này a à, nếu ta và bà nội của con đều rơi xuống nước, ta nhất định sẽ hô to, cứu nương, mau cứu nương đi, đừng quản ta, ta muốn ở trong nước mát mẻ mát mẻ chút. Tống Phục Linh vô tâm không phổi, phục một tiếng cười lên, gương mặt bị phơi cháy nắng cười rộ lên trông như một đứa ngốc. Chương 74, đồ vật hiện đại đến cổ đại lúc kinh lúc rống, chuyện có không gian này, thực thần kỳ, thần kỳ đến độ, thân thể Tống Phúc Sinh rõ ràng nằm ở trên mặt đất bên ngoài, nhưng sau khi hắn tiến vào không gian, giống có cái thật thể phân thân dường như có thể đi bộ khắp nơi trong không gian liền giống như người đang ở trong nhà như bình thường cho nên hắn vào không gian bước đầu tiên chính là mở ra cửa tủ lạnh một đầu chui vào ngăn đông tủ lạnh giải nóng hai hắn nóng sắp chết tống phúc sinh vừa cắm đầu trong ngăn đông hạ nhiệt vừa thuận tay lật xem các loại đồ ăn tồn trữ ở trong đó mà lúc này trong không gian liền một mình hắn có thể tiến vào tự nhiên là tưởng nói gì liền nói gì không cần bận tâm tất cả đều là lời nói phát ra từ tận thâm tâm chỉ nghe hắn lẩm bẩm mẹ đứa nhỏ cũng thật có thể tích cóc a à, nhiều thịt heo như vậy ai u còn có nguyên một con gà đông lạnh đâu đây là a à, túi này đựng chính là thịt bò ân à, hẳn là thịt bò Ê, may mà bội anh biết sinh sống này là cái gì tống phúc sinh cởi bỏ túi thực phẩm vừa thấy lập tức chẹp chẹp vài cái trong miệng không ngừng phân bố nước bọt nói dưa chua đông lạnh cốt cốt cái này ngon a à, rã đông xào cùng thịt ba chỉ xới nửa tô cơm múc thêm nửa tô dưa chua xào thịt trộn đều ăn kèm dưa chuột muối ngon hết sảy mẹ nó đừng suy nghĩ đừng suy nghĩ nữa thèm chết mất a a a tống phúc sinh ngồi sổn xuống kéo ra ngăn kéo dưới cùng đập vào mắt tất cả đều là túi kem đóng gói màu sắc sặc sỡ trước kia nữ nhi ăn kem tống phúc sinh thường nhắc mãi một câu khuy khoắc còn ăn kem làm gì không lạnh sao? Mẹ con mua bao nhiêu là trái cây không ăn, ăn cái này có dinh dưỡng gì? Nhưng giờ phút này hắn là phát ra từ phế phủ nói, ai nha, mau nhìn xem, đây đều là gì nha? Này cũng quá ngon đi, Tống Phúc Sinh cầm lấy một cây, lại bỏ xuống, không được, phải để dành cho khuê nữ, xoay người liền thẳng đến phòng bếp. Phòng bếp thông với ban công phía Bắc, mà trong ngăn tủ ở ban công phía Bắc có cất nước ngọt, nước khoáng cùng bia đều là vì chuẩn bị cho mùa Tết. Ăn Tết siêu thị triển khai nhiều chương trình giảm giá, mua không ít, hắn dừng bước, biết rõ ngăn tủ kia có nước, rất nhiều nước, đủ loại nước uống, hắn cũng khát hỏng rồi, còn là cắn răng dậm chân một cái, không được, có thể không động đến liền không động đến. Để lại cho khuê nữ sau này uống, sau đó vớt ra rau củ đang ngâm trong chậu từ trước khi xuyên qua, đem rau củ đều đặt lên bàn bếp, bưng lên nước rửa rau liền, từng ực ừng ực, bắt đầu uống nước rửa rau sao, nước rửa rau cũng còn sạch sẽ hơn nước trong sông nhỏ ở cổ đại nhiều. Tống Phúc Sinh uống một hơi hết gần nửa chậu, lau lau miệng, lại đi vài bước, nhảy về phía trước tủ lạnh. Ở cổ đại, hai mẹ con Tống Phục Linh là ngồi trên cỏ, đang trông mong nhìn chầm chầm thân thể Tống Phúc Sinh, chợt thấy Tống Phúc Sinh bỗng nhiên mở to mắt, ngay lập tức trong tay liền xuất hiện kem. Hai mẹ con này là xem một hồi khép sợ một hồi, Tống Phục Linh nhanh chóng cầm lấy kem, cha, nhanh như vậy mới vài ba phút a à, tiền bội anh cũng trừng mắt nhìn tống phúc sinh nói ngươi tìm được rồi ta không tin ngươi có thể tìm được nhanh như vậy ở hiện đại việc trong nhà lão tống một chút cũng không nhọc lòng tìm cái gì đều hỏi nàng sao có thể vừa lật một cái liền chuẩn được quả nhiên không ra đưa cây kem cho hai mẹ con các ngươi nóng muốn chết rồi phải không mau ăn đừng vô nghĩa ta đi vào đây ai chờ đã cha cha ăn chưa cha cũng nóng không chịu nổi rồi kìa tống phúc sinh xua tay nói cha không nóng cha vùi đầu trong tủ lạnh không tin hai mẹ con con sờ đầu cha xem tống phục linh không cao hứng nói kia cũng không được cha người cũng ăn một cái đi a à, ăn ăn cha ăn cái kem cùng loại cây kem con đang cầm a à, hai cái giống nhau như đúc nói xong tống phúc sinh xem thường một phen lại đi vào hắn đi vào tống phục linh lại ăn không nổi khi Tiền bội anh vô cùng tận hưởng mà gặm cây kem sau đó vừa ngoái đầu lại nhìn sang Khuê nữ, lại thấy Khuê nữ nhà mình trầm mặt ngồi quỳ ở nơi đó, "Sao, nương, cha chưa ăn." Cây kem con đang cầm là kem dừa bóng đêm. Trước khi chúng ta đi tới cổ đại, tủ lạnh chỉ còn duy nhất một cái. "Cha lại nói là ăn kem giống con." "Sao có thể?" Tiền bội anh mấp máy miệng, vài giây sau mới nói, "Con ăn đi, nghe lời." Nửa cây kem của mẹ để lại cho cha con, nhanh lên đi, đừng để chảy hết. Nhưng mà Tống Phúc Sinh ở bên trong kiếm đồ vật thật sự quá mất thời gian, chờ lâu như vậy kem cũng phải tan a. À. Tiền bội anh dùng tay hứng nước kem chảy xuống, hàm hồ nói, thôi, mẹ ăn thay cha con vậy. Trong lúc hai mẹ con ăn kem, Tống Phúc Sinh đang loay hoay ở trong không gian, hắn một bên chuyển động một bên yên lặng lại nhảy lặp lại, lấy nhiệt kế, thuốc, quần đùi tắm rửa của ta, áo thun ba lỗ, áo nhỏ bên trong cho mẹ hài tử. Còn có cái gì nữa nhỉ? Gãi gãi đầu, Tống Phúc Sinh đi vào phòng ngủ của Nữ Nhi lung lay một vòng, nhớ tới gương mặt bị phơi đỏ bừng của Nữ Nhi, đến bàn trang điểm bên kia dùng tay lay lay các loại chai lọ, hắn nhận ra được mấy chai kem chống nắng, có dấu cộng a, chính là, chính là. Sao lại có nhiều chai mang dấu cộng như vậy a? À? 15, 25, 30, 50, nên lấy cộng mấy a? Liền lớn nhất đi trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiền mễ thọ ăn lương khô phun ra bên ngoài thật là đáng thương, tống phúc sinh nghĩ nghĩ, lúc này đi ra ban công phía bắc, tìm sữa bột, sữa bột cho phụ nữ một túi nhỏ một túi nhỏ, tuy rằng thực dễ lấy, nhưng đó là cho phụ nữ, lại thêm kẽm lại thêm gì, tốt nhất để dành cho tức phụ cùng với khuê nữ, lật A lật A, rốt cuộc lật ra một hộp to sữa bột dê, lại còn chưa bóc tem, tống phúc sinh cầm lấy nhìn nhìn, gãi gãi chân mày, mặt trên viết hai chữ, tách béo ai, người hiện đại thật là, một chút cũng không tiết phúc, còn phải cử béo giảm béo. Đều đi cổ đại thử xem, đói đến đôi mắt trắng nhã, con chuột đều ăn. Người béo ở cổ đại dễ tìm đối tượng A, béo, chứng tỏ trong nhà không thiếu lương thực, điều kiện chuẩn commoner, chờ hắn hết chạy nạn, bước tiếp theo chính là nuôi béo phục linh, dùng bao ni lon đựng chút sữa bột dê, tống phúc sinh cầm một đống lộn xộn, lúc này mới ra không gian, tiền bội anh. Ngươi lấy áo ngủ cũ của ta ra tới làm gì? Không phải làm ngươi lấy áo thun trông như áo nhỏ mặc bên trong sao? Cái kia không gây chú ý a? À, cái áo này, cổ áo, cổ tay áo, tất cả đều là đường viền hoa, vừa thấy chính là may bằng máy móc, không phải may bằng tay. Sao dám lấy ra cho mễ thọ mặt? Tống Phúc Sinh, đây là áo ngủ cũ a. Cũ ngươi còn không ném, ngươi xếp ở trong ngăn tủ làm chi? Nhiều quần áo như vậy, ai biết cái nào với cái nào đâu? Tống Phục Linh cha, cha lấy kem chống nắng của con ra tới làm gì, cho con bôi, con là cái dân chạy nạn, vừa đi một chút mồ hôi đã đổ toàn thân, hay. Có bôi gì 5 phút sau cũng thành mặt một. Bôi xong, mặt còn phải trộn lẫn cả bùn, tống phúc sinh không vui, nói, được rồi, đừng bắt bẻ nữa, có giỏi thì hai mẹ con các ngươi đi vào đi a, à, đồ vật lấy ra rồi cũng không thể bỏ lại được. Phục Linh đi ra ngoài đi, cha muốn thay quần áo, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nãy giờ cũng tốn chừng chín, 10 phút đi, nói không chừng bà nội của Phục Linh lại nghĩ ba chúng ta rơi xuống hầm cầu cũng nên, tiền mễ thọ mắt trong mong, mong a à mong, rốt cuộc những người thân nhất của hắn cũng đã trở lại, bọn họ vừa về tới, hắn lại có thể làm tiểu bảo bối, mà không phải giống như tống nải nải, làm tứ tráng cùng ngư trưởng quầy đi gánh nước, ném lại một mình hắn trên chiếc chiếu rách, không ai quản không ai hỏi. Ngước mắt nhìn ra xa 10 mét, không hề có ai nhà khác cũng không cho phép tiểu hài tử nhà họ lại đây nói chuyện cùng hắn a à. lúc này rốt cuộc có nước không cần lấy rượu trắng lau mình hạ nhiệt độ cho đứa nhỏ nữa tiền bội anh gấp trở về bước đầu tiên chính là đổ nước ấm dùng khăn lông lau toàn thân cho mễ thọ lau xong đem quần áo dày thay đổi nhét trong bao quần áo trồng lên người mễ thọ áo ngủ viền hoa của nàng làm hài tử mặc như váy trừ bỏ cổ áo lớn chút nhìn lên còn rất hăng hái đâu lại tết cho hai cái bím tóc nhỏ giống y đúc một tiểu nữ hài a. À. Tống Phúc Sinh là ôm đứa nhỏ vào trong lòng, đem nhiệt kế khẽ khàng nhét vào dưới nách mễ thọ. Chỉ mấy chục giây liền kết thúc đo lường, tiếng nhắc nhở tiếp tiếp vang lên. Tống Phúc Sinh hướng tiền bội anh nói, 38 độ rưỡi, mau pha thuốc cho đứa nhỏ đi. Tiền mễ thọ ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào nhiệt kế điện tử, dượng, đây là gì? Có âm thanh, cùng lúc đó, mã lão thái bỗng nhiên lớn giọng làm ầm ĩ, cường ngạnh đè lại Tống Phục Linh, liều mạng banh miệng tiểu cháu gái khóc lóc nỉ non hoảng sợ nói ai nha ông trời a à, lưỡi của cháu gái ta như này là bị làm sao ô ô không được rồi tam nhi a à, mau tới đây tống phục linh nàng liền rất xấu hổ a à, ăn vụng kem đã quên ăn xong kem dừa bóng đêm đầu lưỡi sẽ biến thành màu đen cái này phải giải thích như thế nào đây chương 75 bất đắc dĩ canh một trời nắng nóng cực độ lòng người cũng đi theo nôn nóng mã lão thái múa may cánh tay đang đau nhức Đấm sau lưng Tống Phục Linh, sao liền thèm như vậy, sao liền thèm như vậy nhi, không quen không biết liền dám nhét vào trong miệng, ta làm ngươi nhét, đấm đấm cháu gái, Mã lão thái đánh xong vài cái, chính mình liền vừa nóng vừa mệt đến thở hổn hển mang suyễn Tống Phục Linh bị đánh là nguyên với nói dối tin trong người cha nàng kịp thời online, nói nàng lúc đi về đúc xe nhìn thấy có quả dại, thèm ăn, vặt xuống liền ăn, đầu lưỡi mới biến thành màu đen, không cần đại kinh tiểu quái, một, một đại kinh tiểu quái chuyện bé xé ra to, nghe lý do này mà xem, bị không để tâm tới cỡ nào a, à, không bị đánh mới là lạ đi. Tống Phúc Sinh cũng không nghĩ tới, lão nương hắn nghe xong vung lên nắm tay liền đấm, nhíu mày ngăn lại, nói: "Làm gì a à nương, nương đánh Phục Linh làm gì?" Phục Linh lớn rồi ngài còn đánh nữa, nhi tử cũng không nỡ đánh Phục Linh một cái ngón tay đâu. Ngài đây là đánh cho ai xem? Tống Phục Linh được cha nàng che chở ở phía sau, kéo nhẹ góc áo Tống Phúc Sinh, không có việc gì cha đừng nói nữa, là do bà nội sợ hãi nên mới như vậy. Tiền bội anh cũng phất tay hướng Tống Phúc Sinh, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, lo xong chuyện mễ thọ thì xuống sông tẩy rửa cho mát mẻ, đừng xen vào việc này nữa, đi mau đi. Tiền bội anh có thể nói ra lời nói như vậy, là bởi vì nàng thấy được mã lão thái sợ tới mức tay đều run run, đó là không một chút giả vờ, vừa rồi sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, hẳn là nghĩ đầu lưỡi của khuê nữ biến thành màu đen là do trúng độc đâu. Tống Phúc Sinh tại đây lớn giọng, những hộ gia đình ở phụ cận đều nhìn lại đây, lúc này, nếu hắn còn ồn ồn lớn tiếng với lão thái thái, mặt mũi của lão thái thái biết để ở đâu, lại nói, e. Mã lão thái cũng là hảo tâm, thật sự quan tâm đến Phục Linh, mà Tống Phúc Sinh nghe lời tức phụ nói, rời đi là rời đi, chẳng qua rời đi được vài bước còn quay đầu lại, không vui mà lẩm bẩm nói, đều đã nói với ngài, nữ hài tử da mặt mỏng, đừng ở trước mặt mọi người mắng Phục Linh ngài nhưng khen ngược hiện tại lại nhấc tay liền đánh hài tử ăn quả dại vì cái gì vì sao không quen không biết cũng nhét vào miệng nghèo khát đói không có ăn không có uống là do những đại nhân như chúng ta không năng lực đám bọn nhỏ đã đủ nghe lời có tức giận chuyện gì cũng đừng rải lên người phục linh a à. tiền bội anh chỉ có thể lại lần nữa phất tay nói ngươi đi mau đi thật lãi nhãi tống phục linh cũng xấu hổ đứng ở tại chỗ ngọ ngoậy mấy đầu ngón tay nghĩ thầm nếu không phải vừa nãy nàng thật sự đã ăn vụn kem đầu lưỡi màu đen là do ăn vụn tạo thành vị ngọt kia a thật ngọt thật đã ăn thật ngon thiếu chút nữa nàng cũng bị lời nói mang nhập thâm tâm của lão ba làm cho rơi lệ ba nàng nói chuyện giống y như thật nhi tiền bội anh nói với nữ nhi con cũng đi đi tìm đào hoa bọn họ cùng tẩy rửa đi kia đệ đệ đâu mễ thọ không cần con lo tống phục linh xoay người vừa muốn đi tống kim bảo chạy tới bàn nha tỷ trái cây ngọt sao Tống Kim Bảo ánh mắt sáng lên, tỷ tìm trái cây ở đâu? Mã Lão Thái quát một tiếng, thật giỏi a! À, lửa giận bốc lên nguồn ngục, sách theo cái môi nấu cơm liền vọt lại đây. Bắt được Tống Kim Bảo, còn dám hỏi trái cây à? Một đám trái cây, trái cây. Tống Phục Linh xem nội xoay tròn cánh tay, cái môi kia một lần lại một lần chụp lên mông tròn của Tống Kim Bảo, từng tiếng bốc, bốc, bốc vọng vào trong tai. Nàng cảm giác trên người mình cũng tê rần nhanh chóng che lại mông nhỏ chạy đi. Chu Thị đang nấu cơm cũng nóng nảy, muốn chạy ra cảng, lại sợ bà bà, mẹ chồng đánh luôn cả nàng, vừa vặn nam nhân nàng Tống Phúc Hỉ gánh nước trở về, nhanh chóng hô cha Kim Bảo, ngươi mau khuyên nhủ nương đi. Tống Phúc Hỉ ngó nhìn Nhi Tử bị đánh, khuyên gì a, à, làm nương chút giận đi. Hai, không phát ra thật sợ nương nghẹn ra bệnh. Chu Thị không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn nam nhân của nàng cùng tống phúc sinh thật sự là huynh đệ ruột sao nhìn nhân gia xem mắng đều không cho mắng che chở nhìn lại nam nhân nhà nàng làm lão nương đánh nhi tử của mình trúc giận bọn họ chỉ có một cái nhi tử này a à. đúng vậy trút giận ngày hôm nay vài hộ nhà đều đánh hài tử đánh cho một đám bọn nhỏ kêu cha gọi mẹ lăn lộn đầy đất bởi vì đây là bi ai của người nghèo người nghèo thà rằng đem thức ăn phóng hư cũng không bỏ được ăn vào trong bụng, tiếp cấp A, à, phóng, để, lưu trữ, nhưng trời quá nóng, mỗi nhà đều gặp phải tình huống thịt cùng trứng gà tiếp cóc sắp không phóng được, bọn họ cần phải ăn luôn. Rốt cuộc, không thể để cho thịt thối vứt đi, trứng gà nóng đến có thể ấp ra gà con đi, không ăn, liền phải ném, ăn, luyến tiếc, đau như bị xẻo tâm, huống chi hiện tại con đường phía trước mênh mang, còn đang chạy nạn đâu, chỉ có ngây thơ như bọn nhỏ mới cảm thấy thật sự cao hứng bọn nhỏ càng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, càng ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền tâm linh yếu ớt của các đại nhân. Chương 76, đè lại hồ lô nổi lên gáo, canh hai mã lão thái quay lưng về phía đoàn người, để lại một cái bóng lưng gầy guộc. Lão thái thái giận dỗi ngồi trên chiếu con, oán giận đến chảy nước mắt, mấy cái con dâu vốn muốn hỏi mã lão thái, chân nhiều hay ít lương khô. Là nấu thịt sắp bị hỏng trước, hay là đem trứng gà nấu? Hiện tại, cũng không dám tiến lên hỏi lại không dám tùy tiện làm chủ mã lão thái một phương diện là oán giận ông trời tàn nhẫn sao lại có thể nóng đến như vậy này đâu giống như đi hướng mặt bắc a ai không biết còn tưởng đi sai nhiệt độ không khí giống như đang đi về hướng nam diện càng đi càng nóng nóng đến nàng thở không nổi cũng nóng đến nỗi đồ ăn không để được lâu thịt cùng trứng thì khỏi phải bàn nhưng lương khô chưng nửa ngày đã thiêu thì phải làm sao a các đại nhân còn có thể tạm chấp nhận mà ăn Tiểu hài tử ăn nếu bị tiêu chảy đâu. Về phương diện khác, bà rất thương tâm. Thương tâm tống phúc sinh nói chuyện như vậy với bà, nhao nhao lớn tiếng a, giống như muốn đánh nhau với bà. Trước kia bao nhiêu năm như vậy, tam nhi cũng chưa từng như hôm nay. Lần này cũng không hiểu được là chuyện như thế nào, cũng có thể là ở cùng nhau thời gian lâu rồi. Bà xem như phẩm ra tới, tam nhi rất thiếu kiên nhẫn với bà, nhưng tam nhi sao không chịu suy nghĩ xem bà vì sao bị dọa thành như vậy? vì sao đánh tiểu cháu gái bởi vì nhà tam nhi liền sinh một cái kia a nếu là bà nha ăn sai đồ vật ra chuyện gì cả nhà tam nhi nên làm cái gì bây giờ ở trong lòng mã lão thái bà chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đổi con dâu đổi tiền thị thành một nữ nhân khác có thể sinh ra nhi tử cho con trai bà bà cảm thấy làm người không thể như vậy hưu nữ nhân về nhà kia không phải bức tử người ta hay sao mà càng quan trọng hơn là thời điểm tiền lão gia tử tồn tại đã giúp tống gia không ít nói câu thật sự nếu mấy năm đó không có tiền lão gia tử trợ giúp tống gia còn nghèo hơn bây giờ nhiều nghèo đến nỗi không có gì ăn cho nên chúng ta không thể chân trước chiếm hết tiện nghi sau lưng không cần lại đá văng ra đúng không bà thật sự mong đợi bụng tiền thị có thể lợi hại chút sinh thêm được cái nghi tử nếu là thật sự không được tuy rằng bà xác thật từng động tâm tư làm tam nhi nạp tiểu thép nghĩ chẳng sợ bán hai mẫu đất đâu bán lấy tiền bạc nạp tiểu thép cho tam nhi số tiền này bà sẽ bỏ ra. Sinh xong liền đem hài tử ôm cho tiền thị dưỡng, cùng thân sinh cũng không khác gì nhau, nếu là thật sự đều không đồng ý, không được, liền quá kế một, một cái nam qua họ tống, quá kế là biện pháp cuối cùng, có thể không như vậy liền không như vậy, một quá kế, nhận con trai của anh em trong dòng họ về nuôi, đứa con nhận nuôi đó sẽ được ghi trong gia phả là con của người nhận nuôi, và đứa con đó có trách nhiệm và quyền lợi y như con trai ruột trong nhà, đương nhiên hiện tại còn đang chạy nạn có hôm nay không biết ngày mai mỗi ngày lên đường suy nghĩ nhiều mấy cũng vô dụng cho nên mới nói a à, bàn nha liền rất quan trọng hiện tại nhà tam nhi chỉ một cái này không thể để cho bàn nha chịu lạnh cũng không thể để cho đứa nhỏ sinh bệnh đến làm cho nó khỏe mạnh chút cũng miễn bàn về sau sinh hay không sinh được nhi tử chuyện sau này sau này nói những cái đó đều là hư ảo trước mắt liền phải bảo vệ bàn nha kỹ lưỡng liền mới rồi đầu lưỡi bàn nha duỗi ra đen sì tâm nàng như bị bóp chặt có thể không tức giận sao đệ muội nghe nói sinh tử phát giận với ngươi vừa nãy các ngươi nói nhao nhao lên đai bá mẫu của tống phúc sinh một tay lãnh tiểu tôn tử một tay xách cái thùng nước vừa thấy chính là mới đi múc nước trở về mã lão thái lập tức vặn người lại nói ai nha thế nhưng nói bậy, nhà ngươi có nói nhao nhao đi nữa nhà ta cũng sẽ không nói nhao nhao a đúng rồi Nhà ngươi muốn nói nhau nhau cũng không được đâu, lão nhị nhà ngươi còn không biết gác ở đâu nộp. đại bá mẫu tâm đau xót, này chết đàn bà nói chuyện như thế nào có lực như vậy. Có lòng tốt lại đây hỏi thăm một chút mà há mồm liền véo vào chỗ đau của người khác, đại bá mẫu tức giận đến thở phì phì mà nghĩ, mà lúc này Tống Phúc Sinh đã đi tới bờ sông, hắn cho rằng, chiều sâu nước sông không nói có thể nhảy vào bên trong bơi lặng vài vòng, ít nhất cũng nên là sâu đến cổ người đi, nhưng mà nước sông thực nông thực nông nông đến không thể dùng cái thùng nước trực tiếp múc nước chỉ có thể lấy chậu nhỏ múc mỗi lần múc được nửa chậu đổ vào thùng nước muốn chứa đầy một thùng nước dòng dòng dài dài phải tốn một lúc lâu này không ổn a à? này muốn tống lý chính cùng tống phúc sinh không mưu mà hợp bước nhanh lại đây nói phúc sinh mau dùng bảo vật của ngươi nhìn xem nhìn sang những người đi ở đằng xa kia những người đó có phải đã không có nước uống không không nước nhưng không được a à? đúng vậy không nước không được a à, không có nước, nhóm gia súc chịu không nổi phải chết trước, sau đó chính là người, chương 77, nước cùng lương thực quan trọng như nhau, canh một từ lúc Tống Phục Linh nói với cha nàng, nói hai ăn trộm kia giống như không phải vì trộn bạc trộn lương, mà là nhằm vào bình y nốt giữ ấm của nàng, làm cha nàng cũng đem kính viễn vọng cất đi, không có việc gì liền hạn chế dùng, đừng treo ở trên cổ, quá chói mắt, Tống Phúc Sinh liền không lại sử dụng kính viễn vọng, thật đem nó giấu đi lúc này lại ngay lập tức lấy ra tới, cùng Lý Chính Gia Gia, tỷ phu Điền Hỷ Phát, cùng đám người Vương Trung Ngọc, tìm được điểm cao ở phụ cận là sườn đồi trọc liền bò đi lên. Đại nha các nàng đang giặt đồ, sim y bị mướt mồ hôi, không cần đến sát bên, đứng từ xa đã có thể ngửi được đầy người mùi hôi. Chỉ là sim y này ngâm ở trong nước, cần phải dùng tay lật qua lật lại, giống xoa bột mì dường như, ấn một chút mới có thể dính ướt toàn bộ, căn bản là không thể giặt sạch được có thể nghĩ, cái con sông này là nông đến cỡ nào. Nhị nha một bên xoa quần áo trong tay, một bên dùng móng tay cào cào da đầu, có đôi khi cũng dùng cánh tay cọ cọ da đầu giải ngứa. Tóc dài cuốn lên, bên trong tóc ẩm ướt bóng dầu, trên da đầu cũng tất cả đều là mồ hôi, càng moi cào càng ngứa lợi hại. Tiếng gãi da đầu xoành xoạch xoành xoạch không ngừng vang lên, cào đến nỗi tống phục linh đang ngồi bên cạnh rửa chân, hận không thể cào mặt, cả người không dễ chịu, không dám nhìn nhị nha tỷ. Đào Hoa phát hiện Tống Phục Linh có điểm ghét bỏ nhị nha, nhanh chóng dời đi lực chú ý, hỏi, "Bàn nha, tam cửu bọn họ đang làm gì vậy?" "Muội xem, bọn họ đang bò lên trên sườn đồi đâu." Tống Phục Linh nghe vậy thở dài, "Các tỷ a, hiện tại có thể giặt rửa cái gì liền tranh thủ giặt." "Đừng nhìn nơi này ít nước, nửa cái ngón tay liền thấy đấy, nhưng nó cũng là nước a, liền sợ đi về phía trước ngay cả nước uống cũng đã không có, kia mới muốn mệnh đâu." Ba nữ hài lập tức dừng lại động tác, quay đầu, trừng mắt nhìn Tống Phục Linh. Đừng kinh ngạc nhìn muội như vậy nha. Nhanh lên, giặt đi, giặt xong rồi sao? A nha, nhị nha tỷ, tỷ đừng cào nữa. Muội cầu xin tỷ, đem đầu tóc tản ra cũng gội sạch đi. Đừng sợ phí lá lách, lá lách ở Trung Quốc cổ đại dùng để tắm rửa gội đầu, tương tự như Việt Nam mình hay dùng bồ kết. Nhị bá mẫu nếu là không cho dùng, tỷ liền dùng của muội đi cũng đỡ tốn công dài dòng vô nghĩa với nhị bá mẫu. các tỷ nên nhớ khuôn mặt nhỏ của chúng ta có thể làm cho dơ bẩn đen xì, bộ dáng giống cái chạy nạn, miễn cho chọc phải phiền toái không cần thiết, nhưng tóc cùng trên người vẫn nên có thể sạch sẽ một ngày là một ngày a. À. lại nói sau khi rời khỏi nơi này muốn tẩy rửa cũng không nhất định có nước đâu. chờ các tỷ làm xong những việc này, mấy cái tỷ muội chúng ta ăn trưa xong liền lấy bồn chén đi chứa nước đi, đem tất cả đồ vật có thể chứa nước đều chứa đầy muội nghĩ đoàn người lấy nước ước chừng phải tốn nửa ngày lận đấy, quả nhiên, Tống Phục Linh đoán đúng rồi, Tống Phúc sinh bọn họ từ sườn đồi đi xuống, sắc mặt thật không đẹp mà bắt đầu ra lệnh, Tống Phúc sinh chỉ huy đám người cao đồ tể, chạy nhanh kéo con trâu, con la đi bờ sông uống nước, cho uống đủ, bữa này cũng cho ăn ngon một chút. Đợi chút, trước khi rời đi, lại dắt nhóm gia súc đến bờ sông một chuyến, cho uống nước thật no. Nhớ lấy, Tống Lý chính là xua tay về hướng đoàn người, hô, chờ lát nữa, trước khi rời đi, đoàn người chúng ta cần phải dùng tất cả đồ vật có thể chứa nước đựng đầy nước. Túi nước trên người hoặc là nhà ai có ống trúc dư thừa, cũng ngàn vạn đừng để trống, phàm là những đồ vật các ngươi cho là có thể chứa nước, vậy liền chứa đầy. Mặt khác, tống lý chính triệu tập mọi người, lại cố ý bổ sung, cường điệu một chút, chúng ta bằng này hộ nhà, có nhà không có con trâu con la, cũng có nhiều nhà lại có vài con, con trâu con la một ngày phải uống nước vài lần, trời nóng như vậy, chúng ta phải cung cấp đủ nước cho chúng nó, bằng không chúng nó cáo kỉnh không chịu di chuyển a. À. Hộ nhà nào không có gia súc cũng đừng khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó, tất cả đều phải lấy nước ra dưỡng gia súc cho ta, có nghe thấy không? Chúng ta này đó hộ nhà, cần phải như thế nào tới, đoàn người thưa thớt, mồm năm miệng mười hô, đoàn kết, đúng vậy, đoàn kết. Nhanh lên đi, mau lên, nhóm đàn bà thu xếp nấu cơm, nấu xong, nồi đều lấy ra đựng nước cho ta. Chương 78, phản ứng giống như trước khi cút nước ở hiện đại, canh hai, con dâu út nhà Vương bà tử nhỏ giọng hỏi nam nhân nàng, "Kia, đi tiếp cũng không có nước, sao chúng ta không dừng tại đây đi?" Nước sông tuy không nhiều ít, kia cũng khá hơn không có a, không có nước, còn có thể sống sao? Ai biết phải đi bao xa mới có thể gặp được nguồn nước tiếp theo, Vương Trung Ngọc vẻ mặt tức phụ ngươi nóng đến choáng váng rồi hả? Nói, ngươi nói cái rắm gì vậy? ngốc tại đây có khác gì lúc trước trốn ở trên núi đất hoang này là của ngươi sao ngươi có thể ngốc tại đây cả đời sao căng da đầu cũng phải đi về phía trước làm ngươi làm gì liền chạy nhanh làm là được a à, đúng vậy không thể ngốc tại đây con dâu út của vương bà tử chụp vài cái lên trán nhưng ngay sau đó nàng lại có thắc mắc mới nhưng lần này không dám hỏi lại nam nhân của nàng sợ ăn mắng vừa lúc tống phúc sinh ở phụ cận nàng lại hỏi tam thúc của toán miêu tử a chậu thùng đều dùng để đựng nước chúng ta nào có đủ chỗ trống đặt từng này bồn nước a à? lại không thể giống bình thường xếp chồng thùng trống lên nhau đặt trên hành lý con dâu út nhà vương bà tử một bên nói một bên không ngừng ngó sang nơi khác ánh mắt lượt hiện bối rối không chỗ sắp đặt vị tống đồng sinh này càng ngày càng không chú ý ở trên núi làm việc nóng bức ngẫu nhiên sẽ cỡ á có một lần nàng vô tình nhìn đến bị dọa cho nhảy dựng hiện tại nhưng khen ngược chói lọi đỉnh đặt liền ăn mặc ít như vậy một chút thể diện cũng không màng bất quá chẳng lẽ người đọc sách lớn lên đều trắng như vậy sao tống phúc sinh chân đi giày rơm mặc quần đùi rộng nai thân trên mặc áo ba lỗ hắn không chú ý tới biểu tình mất tự nhiên của con dâu út nhà vương bà tử tống phúc sinh nhíu mày mãn tâm mãn nhãn cân nhắc xác thật nếu mang rất nhiều nước lên đường trọng lượng thể tích đều rõ rành rành như vậy đồ vật của từng nhà nhất định phải tinh giản hơn nữa cần phải bỏ đi rất nhiều đồ vật đoàn người mồm năm miệng mười cái gì chiếu con không thể mang theo vậy tối nay lót gì ngủ gì sim y cũng phải ném vậy sao đủ quần áo để mặc a vốn dĩ liền không mang theo bao nhiêu đừng ném chăng a đại lang ngươi là choáng ván sao buổi tối nhà chúng ta đắp gì ngủ ngoài trời hoang dã vốn dĩ đã không an toàn rồi bây giờ lại được xưng là đại lang tiểu tử hô nương a ngài không nghe được lý chính gia gia cùng tống tam ca nói sao phàm là tạm thời không cần dùng đến, hiện tại đều phải ném. Không có nước mới là muốn mệnh, một mảnh lộn xộn, cải cọ ồn ào, tống phúc sinh tâm mệt, hắn cũng đang phải khuyên lão nương của mình, có thể không mang theo liền đừng mang, trong xe không có chỗ để, nhưng mã lão thái không nghe, đối với nàng, đồ vật gì cũng là tốt, liền sim y bị vá chằng chịt khắp nơi cũng không nở ném, nương. Chỉ để lại áo bông cùng giày sau này sẽ dùng đến, bảo đảm cho đại gia không bị đông lạnh liền được nếu trời càng nóng liền phải cởi càng nhiều quần áo chăn bông hai người đắp chung một cái những chăn đệm bên trong nhét cành tơ liễu của ngài cũng phải ném quần áo chọn những cái tốt lưu lại đại ca nhị ca không có quần áo tốt liền chọn của đệ mà mặc đại tẩu nhị tẩu cũng như vậy ưu tiên giữ lại quần áo của tiền thị tống phúc sinh nói xong liền kêu tiền bội anh đưa mắt ra hiệu nói ngươi tìm quần áo lành lặn chút cho tứ tráng làm hắn thay đổi bộ đang mặc trên người kia liền ném lại giúp nương tính toán tính toán, đừng để cho nương tại đây loay hoay tốn thời gian, nên ném cần thiết ném. Ngư trưởng quầy tìm được Tống Phúc Sinh, cô gia, mấy vò rượu chúng ta mang theo làm sao bây giờ? Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, khi nào hết nước uống liền cho đoàn người uống rượu. Buổi tối lạnh không đủ chăn đắp cũng uống rượu, có thể ấm áp thân mình, lưu lại đi. Bất quá, tốt nhất ngươi nên sắp xếp lại một chút, tìm mấy tấm gỗ đè lên trên, bằng phẳng chút, còn có thể đặt không ít đồ vật lên trên tấm gỗ đâu. Mặt khác, chăn bông, hành lý, áo tơi linh tinh, phàm là rớt xuống dưới đất không sợ rách, sợ nát, cố gắng ném hết lê đỉ xe, tìm sợi dây buộc thật chắc, cuối cùng lại dùng vải dầu che kín mít. Nhất định phải tận lực chừa ra khoảng trống trong xe, chúng ta còn phải đặt thùng, chậu đựng nước nữa. Cho đến lúc này, nhóm phụ nữ vẫn còn rất nhiều người không đồng ý ném bớt đồ đạc, ý kiến rất lớn, phải biết rằng, Mấy thứ các nàng có thể mang theo bên người đều đã là thứ tốt trong nhà, ít nhất các nàng cho là như vậy. Hơn nữa, đào vong mấy ngày nay, vẫn luôn cố sức cổng đẩy mang theo, lúc này nói ném liền ném, căn bản không tiếp thu được. Tống Phúc sinh hiểu rõ tư tưởng trong nhà có trâu, gánh được cả thiên hạ của đại bá mẫu, nhìn nàng cả giận nói, ta đã nhìn thấy phía trước cách chúng ta chừng 20, 30 dặm, thật nhiều người khác đến ngã ở ven đường, sinh tử không rõ. Phỏng chừng bọn họ đã từng đi qua chỗ chúng ta đang đứng, nhưng căn bản liền không phát hiện nơi này còn có con sông nhỏ chảy qua, là tỷ phu của ta dẫn người tìm kiếm mới phát hiện ra, chúng ta đã may mắn được ông trời chiếu cố, hiện tại các ngươi không ném, không tạo ra chỗ trống chứa nước, ta hỏi các ngươi, ai dám bảo đảm đi hơn 20, 30 dặm, phía trước liền nhất định có nước, vạn nhất, lại đi về phía trước, tiếp tục đi về phía trước hơn mấy chục dặm còn không có nước nộp, đó chính là con trâu. Còn là trước tiên chết khác chúng nó vừa chết chỉ chút đồ trong xe như thế này các ngươi dùng xe đẩy tay có thể đẩy nổi sao cổng ông hết sao tống lý chính cũng giận dữ nhìn những nhà khác nói các ngươi mở mắt ra nhìn những người dân chạy nạn ngoài kia xem bọn họ đừng nói hành lý có người liền khối lương khô cũng không có vậy thì thế nào bọn họ vẫn tồn tại các ngươi như thế nào liền lắm chuyện như vậy đừng tham nhiều nhai không nát ném dưa hấu nhặt hạt mè lương thực cùng nước mới là cứu mạng. đội trưởng cùng chính ủy cùng nhau khai mắng, vừa phát giận trấn áp. nhóm phụ nữ dường như nhận mệnh tiếp nhận rồi. chỉ thấy các nàng nghe chửi xong, bước tiếp theo thế nhưng là chạy về phía bờ sông giặt sạch đồ đoàn, tẩy rửa một trận. ở sông nhỏ kia, hận không thể đem tất cả đồ vật đều giặt sạch, đem chính mình cũng tẩy rửa sạch sẽ. không có thời gian gội đầu cũng phải tưới ướt hết tóc, ít nhất cũng mát mẻ chút a. À. thật giống như rời đi con sông này về sau sẽ không còn được đờ, nờ dê đến nước, sau đó lại gánh nước, đun nước uống, nấu một nồi tiếp theo một nồi, làm các nam nhân ra sức uống nước, khuyên uống, túng hài tử, liều mạng rót nước cho đứa nhỏ uống, rót đến vài cái hài tử phải kháng nghị nói, uống không nổi nữa, nương, thật uống không nổi nữa, nhưng chuyện này cũng không phải hiện tại uống nhiều nước, hận không thể đem sông nhỏ đào khô là trong bụng có thể tích trữ nước đến ngày mai, uống nước cũng giống như ăn cơm. Một bữa dù có ăn 20 cái màng thầu, ăn nhiều cỡ nào, sau khi ăn xong, ngày mai cũng vẫn đói như thường, mà đồ ăn nhà Tống Phục Linh trưa nay là canh trứng gà. Nãy nãy cũng thật có tài, rõ ràng có thể ăn một bữa ngon, vậy mà có thể nấu thành một nồi lại một nồi canh trứng gà không thêm chút muối, còn làm cho cả nhà uống no no, uống đủ đủ. Tống Phục Linh thầm nghĩ, đến, lương khô cũng chưa ăn được bao nhiêu, liền uống no một bụng nước. Nứt cách một cái thang thang thủy thủy liền sọc thẳng từ bụng lên tới cuốn họng. Trâu già một lần nữa lên đường, tiếng bánh xe đè nặng trên đường đá, chờ đợi ở phía trước chính là khảo nghiệm sinh tồn khó hơn gấp bội. Chương 79, nhờ, canh một bánh xe vừa mới chuyển động, mấy lão thái thái liền hô, ai u, nước của ta nha, đi cẩn thận chút, nước đổ ra ngoài nộp. Các lão thái thái hận không thể chạy về bờ sông một chuyến, đổ đầy thùng nước bị tràn ra, không muốn lãng phí chút chỗ trống nào. Hai, đường xá như này muốn nước không bị tràn ra ngoài quả thực quá khó bọn họ đã đẩy xe đẩy tay rất cẩn thận né tránh tảng đá lớn cùng hòn đá nhỏ nhưng cho dù là tự mình đẩy xe như thế cũng vẫn có độ chết làm xe lung lay càng không cần phải nói nghe không hiểu tiếng người trâu già cùng con la con trâu con la mới ăn no nê lại được tắm rửa sạch sẽ mát mẻ chúng nó một là ổn không được hai là đi đến vui vẻ còn ngẫu nhiên lắc lư đầu thân mình vặn bên này ẹo bên kia thùng lớn thùng bé chứa đầy nước, theo nhịp lăn của bánh xe, nước gợn lăn tăng đông đưa qua lại, văng xuống sàn xe chỗ này một tảng chỗ kia một khối, mà bộ dáng đoàn người lúc này, tất cả đều là tóc tai xỏa sợi, một đám đều tóc ướt nhẹp, có thể mát mẻ thêm lúc nào hay lúc ấy, trên cổ mỗi người đều vắt một cái khăn tay nhỏ đang nhỏ nước, tích tác, tích tác, chỉ là... Khăn nhỏ này mới vắt lên cổ chưa được bao lâu đã bị những cơn gió nóng thổi ập đến làm cho nóng hầm hập, không còn khí lạnh giọt nước từ trên khăn nhỏ xuống mặt đất cũng ngay lập tức bốc hơi không còn chút gì, từng người đều mặc lên người quần áo đẹp đẽ nhất của mình, tuy rằng quần áo của đại đa số người đều làm từ vải bố thô rất dày và cứng, không dễ giặt, mùa đông cũng khó giữ được ấm, mùa hè lại không thấm hút mồ hôi, nhưng kia cũng là sim y áp đáy hồng, một của bọn họ, dĩ vãng căn bản là không nở mặt, một sim y áp đáy hồng, quần áo đẹp và quý trọng nhất, chỉ mặc trong những dịp quan trọng không dám mặc nhiều nên thường tất kỹ dưới đáy rương đựng quần áo bằng gỗ, mà số ít người còn lại mặc quần áo làm từ vải bông, vải cô tông, cái này phải là hộ nhà nông của cải vững chắc chút mới đặt mua nổi, mà nơi này, đáng chú ý nhất phải kể tới ba cái con dâu của Mã lão thái, Hà thị cùng Chu thị là nhờ phúc của tiền bội anh, lần đầu được ăn mặc thể diện như vậy. Vải bông còn không phải là loại màu xám trộn lẫn chút nâu mà là lam ra lam, lục ra lục trước khi rời đi các nàng còn chạy đến sông nhỏ tẩy rửa mặt mũi tay chân nhìn còn rất sạch sẽ ai nghĩ là dân chạy nạn đâu các nàng vừa đi vừa ngẫu nhiên hiếm lạ mà sờ sờ quần áo trên người lam xanh dương lục xanh lá nhưng thật ra đại tỷ của tống phúc sinh tống ngân phượng cùng với đào hoa đại nha nhị nha đi ở bên cạnh hà thị cùng chu thị nhìn có vẻ nghèo túng thật sự bởi vì các nàng vẫn mặc quần áo của mình rốt cuộc quần áo của tiền bội anh cũng là có hạn, huống chi thân hình các nàng lại không tương đồng, to cao hơn, nên mặc không được, bất quá, ở trong mắt Tống Phục Linh, quần áo của những người này thêm ở bên nhau cũng không địch lại cái áo ngắn tay màu xanh biển trên người tứ tráng. Khi chính là áo Amani của cha nàng A, kỳ thật tứ tráng cũng cảm thấy xiêm y trên người mình quái tốt, tuy rằng hình thức kỳ quái, lộ cánh tay, nhưng là thật sự rất mát mẻ. Hơn nữa trước khi tiểu thư cho hắn còn cố ý dặn dò, tứ tráng, ngươi đừng trồng thêm quần áo ở bên ngoài, trời nóng như vậy, miệng vết thương của ngươi bị che kít mít liền không lành được. Ngư trưởng quầy đều hâm mộ hắn, nói tiểu thư có thể cố ý dặn dò hắn, hắn còn có thể mặc vào quần áo của cô gia, đây là chủ tử cho thể diện, là tạo hóa, ân, ngư trưởng quầy nói rất đúng, tứ tráng thật lòng cảm thấy, có thể hầu hạ cho chủ tử như tiểu thư cùng cô gia, xác thật là tạo hóa của hắn nhất định phải tích phúc mới đi tiếp chưa được vài dặm bởi vì tống phúc sinh mặc cái áo thun cùng quần đùi rộng đi ở phía trước tứ tráng cũng mặc quần áo lộ cánh tay chậm rãi mấy cái hán tử đi ở đằng sau liền mắt thèm nhìn như thế nào đều cảm thấy hai người kia mát mẻ thoải mái quá mức a bọn họ cũng muốn cởi cái gì thể diện hay không thể diện a nóng muốn chết rồi thể diện của bọn họ có thể to bằng tống phúc sinh năm đó thi đậu án đầu sao, phải biết rằng cả một ngày Tầm 2 giờ chiều là thời điểm oi bức nhất, nóng đến nỗi người thở không nổi a. À. Vương Trung Ngọc chợt dừng lại, đưa xe đẩy tay cho tức phụ giữ, hắn dùng khăn nhỏ trên cổ xoa xoa mồ hôi chảy dài trên mặt, cắn răng một cái, đem quần áo mới thay trưa nay cởi phanh ra. Tức phụ hắn nói: "A nha, cha đứa nhỏ, ngươi như vậy khó coi, liền khó coi bái. "Ta thích làm sao thì làm a." À. Chương 80, ta cũng đã từng là thiếu gia, canh hai. Vương Trung Ngọc vừa cởi sức ảnh hưởng còn lớn hơn tống phúc sinh Trước cuộc ba người nhà tống phúc sinh từ lúc gặp mặt liền thích mặc quần áo hình thù kỳ quái tống phúc sinh cũng là nóng lên liền cởi cởi đến đoàn người đã sớm chết lặng nhưng vương trung ngọc thì khác cao thiết đầu dùng tay áo cọ cọ mồ hôi trên trán cố ý quay đầu nhìn về hướng đào hoa cách hắn xa đâu mặc kệ hắn cũng cởi mấy huynh đệ nhà cao gia đều cởi quần áo vắt ở trên xe đẩy sau đó lại có thật nhiều tiểu tử ngo ngoe rục rịch cởi bớt quần áo Hổ tử đại lang nhị lan v v sự thật chứng minh nhân loại kỳ thật cũng không thích mặc quần áo quá trói buộc tống phúc sinh vốn dĩ cũng khuyên đại ca nhị ca cùng tỷ phu cởi bỏ dây buộc áo cho mát mẻ nhưng tống phúc tài xem xét vài lần nhị đệ muội cùng tam đệ muội liền nghĩ thôi bỏ đi làm đại bá có nóng cỡ nào cũng phải cố giữ thể diện tống phúc hỉ vừa thấy đại ca không cởi hắn cũng cam chịu không cởi rốt cuộc hắn cũng là anh chồng của tiền bội anh nha điền hỷ phát là bận tâm đào hoa khuê nữ lớn như vậy một người cha như hắn lại cởi sạch áo dài tay thật không tốt a à, dù là đi chạy nạn cũng phải ra dáng một người cha ở trong mắt khuê nữ nhi tử hổ tự thích cởi liền cởi đi các nữ nhân liền không được thoải mái như nam nhân không chỉ có mồ hôi chảy đầy mặt lại còn phải vừa làm việc vừa vùi đầu lên đường là việc gì đâu tất cả cũng do các nữ nhân không nỡ ném quần áo cũ cùng tay nải cũ tống phục linh thấy vậy trước khi xuất phát liền thuận miệng nói vài câu vậy sao mọi người không cắt quần áo thành một khối vải to trên vải khoét ra hai lỗ thủng ngay vị trí mắt cái mũi thích hở ra cho dễ thở liền rạch một đường đêm xuống con mũi bu lại nhiều liền trồng khối vải đó lên trên mặt chỗ cổ lại buộc sợi dây phòng ngừa vải trồng đầu bị hở như vậy liền có tác dụng như mặt nạ của nhà cháu rồi cả đoàn người đều có mặt nạ che chắn vạn nhất gặp phải gió cát to còn có thể chắn gió chắn cát mỗi người một khối vải cũng không tốn bao nhiêu diện tích, hiện tại chưa cần dùng đến liền lấy nó lót sọt, hoặc là dứt khoát dùng như khăn lau mặt, khăn tay nhỏ, v, v, tống phục linh thuận miệng bị chuyện, ra chủ ý lung tung, không nghĩ tới nhóm phụ nữ này lại nghe vào tâm, có cây kéo, liền vừa vùi đầu lên đường, vừa khoét lỗ trên quần áo cũ, tống phúc sinh đi ở phía trước đội ngũ, đi tới đi tới, bỗng nhiên sống lưng cứng đờ, một dòng nước ấm chảy xuôi ở trên lưng hắn, lúc này, trước ngực tống phúc sinh đeo túi du lịch phía sau cổng cái sọc to dưới đáy sọc là miếng lót phòng ẩm được gấp ngay ngắn cùng với áo khoác của hắn hướng lên trên là mấy thứ đồ vật thượng vàng hạ cám tiền mễ thọ liền ngồi ở trên cùng tiền mễ thọ từ khi uống thuốc liền bắt đầu mơ mơ màng màng từ khi xuất phát tới giờ đứa nhỏ này cũng chưa nói lời nào suốt một đường đều ngủ trong sọc trên đầu phủ khăn lông che nắng của tống phục linh phỏng chừng là uống quá nhiều canh trứng gà ngủ mơ hồ liền trực tiếp tè ra Tống Phúc Sinh sống lưng cứng đờ, vận khí đang điền. Ai da, thật vất vả ở sông nhỏ đem quần đùi đầy mùi khai giặt sạch thay cái mới, làm chính mình thoạt nhìn chỉnh chu một ít. Hiện giờ bị tiểu tử này tè lên người hủy hoại hết rồi, lại một thân mùi khai. Bực nhất chính là tiền mễ thọ gây họa xong liền tỉnh, tay nhỏ dụi dụi mắt, từ trong sọt thò người ra ôm cổ Tống Phúc Sinh, mềm mại nói, hỏng rồi, cháu tè ra quần. Tống Phúc Sinh nhận mệnh nói, tè ra quần liền tè ra quần đi, có đỡ hơn chút nào không? Ân, dượng, cháu khát nước. Tống Phúc Sinh cởi xuống túi nước của tiền mễ thọ, còn lắc lắc vài cái mới mở nắp ra đưa về phía sau. Tiền mễ thọ tiếp nhận, mới uống một ngụm liền sửng sốt. Tiểu hài tử vốn định kinh ngạc lớn tiếng nói vài câu, lại khẩn cấp dùng tay nhỏ che miệng, đầu nhỏ nhìn nó khắp nơi giống như ăn trộm, sau đó ghé vào bên tai Tống Phúc Sinh nói, ngọt. Dượng, là ngọt, Tống Phúc Sinh cười, chưa từng được uống phải không? đã từng uống Nga. Tiền mễ thọ không xác định, hỏi, Dượng, đây là sữa bò sao? A, à, Tống Phúc Sinh đã quên, trước kia, đứa nhỏ hiện giờ đang ngồi trong sọc phía sau lưng hắn cũng là con nhà giàu có, nhân gia hô nô gọi tì, đã từng được uống sữa bò. em trước kia A, hắn mới ngây người không bao lâu, tiểu tử này liền vẫy tay nhỏ, lớn giọng kêu, tỷ tỷ, cô mẫu. Lại đem túi nước đưa đến bên miệng Tống Phúc Sinh, dượng uống đi, mau uống, ngọt ngào miệng, mễ thọ uống không nổi nữa. Tống Phúc sinh bị dọa, vội vàng lên tiếng, suyệt uống không nổi cái rắm, đã ăn mảnh liền uống mau lên. Hai cái mệnh nhọc lòng, chút sữa bột này không đủ để hài tử trong toàn gia uống đâu a. À. Đang muốn dặn dò tiểu tử này đừng nói nhao nhao ra bên ngoài. Cao Thiết đầu ở đằng trước đã kêu hắn nói Tam thúc thúc mau xem, đó có phải là xe ngựa chúng ta đã nhìn thấy từ bảo vật của thúc hay không? xe ngựa này thật xa hoa a à, bảo vật của thúc thật thần kỳ chúng ta đi bộ xa như vậy mới gặp được nhưng mà xe kia sao còn chưa đi vậy nhỉ